sau khi tan làm cô đang ở cầu thang bước lên nhà, thì bị tên anh trai đứng chờ sẵn ở đó. Hắn ta lại tới để trấn lột tiền của cô, này đưa tao hết số tiền mày có đi. Cô hỏi hắn ta anh đừng bảo anh lại cờ bạc nữa nhé. Trong cơn túng thiếu thì hắn ta nào còn lý trí của một con người nữa đâu chứ. Hắn ta không quan tâm những lời em gái nói. Hắn quát vào mặt cô, mày nói nhiều quá đấy. Mày nghĩ ai đã từng giúp lúc mày khó khăn hả? Thấy hắn ta nói vậy thì nữ chính hỏi lại từ khi nào mà anh cứ lấy lý do đó, ra chống chế vậy. Nói em nghe từ khi nào hả? Anh có biết là anh đã mượn bao nhiêu tiền từ em rồi không? Anh thậm chí còn không đủ tiền trả nữa kìa. Vừa nói dứt lời thì tên anh trai, như một con thú hoang gầm lên với nữ chính mà chửi, con chó rách này. Nói rồi hắn đã cô ấy đẩy cô ngã xuống cầu thang. Đúng vậy, cầu thang thứ chờ đợi tôi sau cái chết khốn nạn của mình chính là khung cảnh tại một nhà thờ, một cô dâu xinh đẹp đang tiến vào thánh đường làm lễ cưới. Với một khung cảnh trang trọng, như thế này thì cô biết đây là một đám cưới hoàn hảo, và tâm huyết đối với gia đình công tước. Vừa bước đi cô dâu vừa tự nhủ được rồi, không có gì phải lo lắng đâu. Cô ấy chính là Edith Reiserhaupt, nhưng liếc nhìn xung quanh cô ấy vẫn có thể thấy được ánh nhìn căm hận, ghét bỏ và khinh bỉ dưới đáy mắt của khách mời, hoặc là những cái nhìn khiếm nhã, đầy dục vọng. Đám cưới này không được sinh ra từ tình yêu đích thực, kể cả cô có nhắm mắt lại và tưởng tượng viễn cảnh hạnh phúc đó, bao nhiêu lần đi chăng nữa. Buổi lễ bắt đầu khi đức cha đọc những lời chúc phúc vạn vật trên đời này, đều đang chúc phúc cho hai con. Hôm nay, dưới vòng tay của đấng sáng tạo, để lập thành một mái ấm hạnh phúc cầu chúc cho đôi uyên ương đẹp đẽ này. Trong lúc đức cha đang làm nghi lễ, nữ chính thầm nghĩ con xin lỗi cha xứ, nhưng không có một thứ gì cha nhắc sẽ thành hiện thực đâu. Hôm nay cô sẽ kết hôn với một người đàn ông, người mà hận cô ấy tới tận xương tủy hay đúng hơn, thì đây là cuộc hôn nhân của hai gia tộc, là kẻ thù của nhau, và cuộc hôn nhân này là một cuộc hôn nhân mang đậm yếu tố chính trị. Chuyện xui rủi liên tục xảy ra với cô, như cách mà chúng đến hãm hại cô ở kiếp trước. Cô bắt đầu hồi tưởng lại, trong khung cảnh một căn phòng có phong cách nội thất tân cổ điển, một cô gái đang ngồi trước gương và thắc mắc cái quái gì đây? Đây là ai? Sau cái chết ở kiếp trước, cô được hồi sinh ở một thế giới khác, cô ấy bàng hoàng mà nói không thể nào, trọng sinh ư. Một mô típ cũ rích thường thấy ở các tiểu thuyết trên mạng. Bỗng có tiếng gõ cửa, một nữ người hầu bước vào nói thưa tiểu thư Edith, người quên hôm nay là ngày gì rồi sao? Nữ chính thầm nghĩ cô ta gọi mình là Edith. Tôi đã đọc một tiểu thuyết lãng mạn tên là Giải thoát khỏi sự chiếm hữu suốt đêm qua. Cô nhớ lại trong cốt truyện tiểu thuyết đó có một nữ chính với tâm hồn trong sáng, thuần khiết và xinh đẹp như nữ thần mùa xuân, là đứa con ngoài giá thú của bác tước Rize Sinclair. Bởi vì thân phận thấp hèn của mình, cô ấy đã bị hành hạ bởi gia đình và có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Sau đó cô ấy có được sự chú ý của công nương và công tước nhà Radwick, cô ta được nhận nuôi như một tiểu thư đích thực trong gia tộc. Và đó là nơi cô ta gặp họ, hai người con trai nhà công tước, hai anh em từ khi nào đã trở thành hai địch thủ trong chặng đua giành lấy trái tim của Rize. Đó cũng chính là lý do cái tên Giải thoát khỏi sự chiếm hữu được đặt trong câu chuyện. Vai trò của Edith nói một cách đơn giản là ngu ngốc, tham lam, một phản diện mù quáng bị tình yêu làm mờ mắt, liên tiếp nhắm vào Rize để gây khó dễ. Một phản diện không ngừng làm những thủ đoạn hèn hạ góp phần làm nổi bật đức hạnh của Rize. Ghen tuông mù quáng cô ta làm mọi thứ có thể để giết Rize. Cô ta lớn lên trong một gia đình quý tộc trở nên hư hỏng, và thoải mái tiêu xài tiền bạc của cha mẹ. Lúc này nữ người hầu đã làm tóc và trang điểm xong cho Edith. Tôi xong rồi thưa tiểu thư, ông chủ đang chờ người. Edith tươi cười cảm ơn người hầu và đứng dậy chạy đi gặp cha. Thái độ thân mật của tiểu thư khiến cho người hầu gái nhìn theo và hết sức ngạc nhiên. Vừa chạy đi, cô ấy vừa thẩm nghĩ, vậy nhiệm vụ của mình sẽ là sửa chữa lỗi lầm của Edith sao? Mình nhớ được cốt truyện nên nó sẽ không khó lắm. Cô cho rằng sẽ tốt hơn nhiều so với kiếp trước, nếu như cô có thể làm tốt mọi việc, thì cô có thể nhận được tình yêu thương vô bờ bến của gia đình, mà không gặp phải trở ngại nào. Bước tới thư phòng của cha cô vui sướng gọi lớn cha ơi, cha buổi sáng ạ. Không lâu để cho trí tưởng tượng của cô ấy tan vỡ thành từng mảnh. Ông bố vẻ mặt không lấy gì là vui vẻ và thân thiện cả. Ông ta đưa ánh mắt đầy gian trá và xảo quyệt nhìn Edith mà nói, không phải ta đã cho gọi ngươi rất sớm từ sáng rồi hà. Chật, đúng là lề mề, sao ngươi còn đứng đấy mau đóng cửa lại. Bỗng nhiên cô ấy nhận được thông báo từ hệ thống kiếp thứ 13, của Edith nhận dạng thành công, đồng bộ hóa ký ức bắt đầu. Những ký ức đầu tiên về nữ phụ Edith bắt đầu hiện lên trong đầu. Cô ấy đang quỳ khóc trên sàn nhà, trước mặt cô là ông già thân sinh ra cô và một tên anh trai. Edith khóc lóc con sai rồi, làm ơn cha ơi, con không bao giờ tái phạm nữa đâu, chỉ một lần này thôi, tha thứ cho con lần này thôi, làm ơi đi cha. Cô nghĩ cái gì đây? Những hình ảnh về một ký ức với trận đòn roi áp ức, một quá khứ không mấy tốt đẹp của cô gái hiện lên. Cô ta lớn lên trở thành một phản diện độc ác và tàn nhẫn là vì chuyện này sao?
liên tục bị đánh đập, bị nhốt vào phòng tối, cô chỉ biết kêu khóc trong tuyệt vọng, con sai rồi thả con ra. Rồi hình ảnh tên anh trai của Edith nói với cô ấy rằng, không phải em nên đền đáp cho những người đã nuôi lớn em sao? Edith với một vẻ bề ngoài hào nhoáng với những chiếc váy xa hoa cùng trang sức lộng lẫy, nhưng lại là một nạn nhân bị bạo hành bởi gia đình, và bị người hầu đối xử thậm tệ. Con búp bê quý giá nhất của bác Tước Riser Hap. Thế rồi trong giấc mơ đó, hai cô gái là hiện thân kiếp trước và kiếp sau đã được lần đầu tiên đối diện với nhau. Họ đang ngơ ngác nhìn nhau, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng ông bố đập tay lên bàn quát lớn, Edith, hôm nay ngươi phân tâm quá đấy. Lúc này, cô mới bừng tỉnh thoát khỏi giấc mơ và hốt hoảng nhìn vẻ mặt hung dữ của ông bố. Hắn ta đang dặn dò cô, ngươi không được mắc phải sai lầm gì trong chuyến đi tới nhà Radwick vào hôm nay. Ngươi nhớ được kịch bản rồi chứ, đề nghị được mang theo ba người hầu và quản gia riêng, đó là cách duy nhất để tiếp tục bước kế tiếp. Vâng, thưa cha. Cô nghĩ dù là cuộc sống cũ hay mới thì tại sao gia đình mình lại thế này? Nữ chính lại tranh thủ nạp lại ký ức, nhớ lại thông tin đã nào. Công tước Ludwig và bá tước Riser Hap đã có hiềm khích từ khi Edith còn nhỏ. Vào thời điểm đó, danh vọng hai gia đình hầu như ngang bằng nhau. Lãnh chúa Ludwig đã trở thành công tước sau khi đạt được chiến công lớn trong chiến tranh, và bá tước Riser Hap luôn tin rằng, chức vị công tước đó đã bị nhà Ludwig cướp mất từ tay mình, nên ông ta ép buộc Edith kết hôn để thám thính thông tin thêm và hạ bệ công tước. Cô lo lắng tự nhủ đừng khóc, không sao đâu, mình có thể biến nó thành một cơ hội tốt mà. Có lẽ số phận bi kịch đã định sẵn ra cho tôi, nên chắc chắn tôi sẽ tìm ra được cách sinh tồn ở cuộc sống khắc nghiệt này. Ở mọi tiểu thuyết trọng sinh, trước khi sự kiện chính bắt đầu ta, luôn có những sự kiện nhỏ làm bước đệm tạo ra mâu thuẫn. Hôm nay những gì cô cần làm là không hành xử như Edith nguyên tác. Chuyến xe ngựa đưa ba cha con tiểu thư Edith đến dinh thự công tước, một tòa dinh thự nguy nga trắng lệ, đẹp như một cung điện vậy. Cô thầm nghĩ dinh thự trông rất xa hoa. Mình không biết bá tước Riser Hap cũng có ấn tượng với nó không? Tên anh trai tấm tắc khen ngợi, chà, vẫn to lớn và hào nhoáng như ngày xưa. Còn bá tước thì với vẻ mặt khinh thường, hắn ta nhếch mép lên, mà nói chỉ là bề ngoài thôi chứ cha biết rõ bên trong mục rỗng như nào. Bọn họ đi được một đoạn thì có quản gia của dinh thự ra đón tiếp, chào mừng tới dinh thự Radwick. Quản gia cúi đầu bảo công tước và công nương đang chờ ngài ở bên trong. Tôi sẽ dẫn đường, hãy đi lối này ạ. Thấy vậy, hai cha con bá tước nở một nụ cười thảo mai và nói ha ha, đương nhiên rồi quay sang bảo với cô đi thôi nào con gái yêu quý của ta Edith. Cô cũng sốc tập một với khả năng diễn kịch của bá tước, thái độ ông ta quay mắt luôn. Cô thầm nghĩ thôi không sao, không hề hấn gì, hai người họ không ở đây lâu được. Bối cảnh chính của câu chuyện này được diễn ra phần lớn tại dinh thự của công tước Ludwig, để có thể tồn tại hay đúng hơn là sống được trong tiểu thuyết này, thì Edith sẽ phải nhanh chóng thích nghi câu chuyện. Và thậm chí phải cố gắng thay đổi nội dung nguyên tác để tìm ra cách để sống sót, và sống sót lâu hơn. Tại phòng tiệc dinh thự Radwick, người quản gia dẫn ba cha con vào và thông báo bá tước Riser Hap cùng người thừa kế, và tiểu thư Edith Riser Hap đã đến ạ. Ánh mắt cô sáng bừng lên khi nhìn thấy những nhân vật mà cô tưởng chừng chỉ có trong tưởng tượng, nay được thấy bằng xương bằng thịt thật sự rất tuyệt. Chào mừng, cảm ơn vì đã đến. Mọi người đói bụng chưa? Bữa ăn sẽ được mang ra sớm thôi. Người này là Arcel Radwick và vợ ông ấy, Jocelyn Radwick. Cô đưa mắt nhìn một vòng những nhân vật trong phòng. Đây là nam chính Cliff, đúng như mong đợi rất đẹp trai và có ngoại hình sát gái. Chỉ cần nhìn đôi mắt hoàng kim đó thôi là cô đủ tan chảy rồi. Còn đó chắc là Rize nữ chính trong câu chuyện này, vẻ đẹp của cô ấy thực sự nức lòng người mà. Và người bên cạnh cô ấy át hẳn là người đàn ông mà cô chuẩn bị kết hôn. Hai má cô bỗng nhiên ửng đỏ, cô ngượng ngùng mà thầm nghĩ không phải bất công quá rồi sao? Tự dưng đến đoạn này tác giả lại bắt tim mình đập thình thịch là sao? Anh ta có một chiếc mũi cao thẳng với xương hàm góc cạnh, đem đến cho người nhìn một vẻ đẹp choáng ngợp, bờ vai rộng, eo săn chắc và cặp đùi cơ bắp. Cô tự hỏi vẫn có một người như thế tồn tại sao? Không được, mình cần tỉnh táo lên, ngại quá hi hi. Nhưng thấy tất cả bọn họ đều nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, nên cô cảm thấy có vẻ như mọi người ở đây không ai có ấn tượng tốt về mình cả. Bữa tiệc được dọn lên rất nhiều đồ ăn toàn là sơn hào hải vị thôi. Cô tập trung chuyên môn ăn uống và tận hưởng tất cả các món. Trời đất ơi, đồ ăn quý sở tộc ngon vậy sao? Miếng thịt tan ngay trong miệng luôn. Bỗng lúc này, giọng nói của bá tước cất lên trong bữa tiệc, một người làm cha như tôi nói không đau lòng đương nhiên là nói dối, nên tôi muốn hỏi là, con gái tôi có thể mang một vài người hầu theo mình được không? Vì họ đã theo chân chúng tôi rất lâu nên sẽ hiểu được tâm tư, cũng như nhu cầu của Edith. Nghe đến đây thì hai vợ chồng công tước đã thấy câu chuyện bốc mùi rồi. Lúc này công nương cũng điềm đạm trả lời, chúng tôi tự tin là mình cũng có những người hầu tài giỏi. Cha cô cũng không vì thế mà chịu nhượng bộ, hắn ta hỏi Radwick,
có phải là công nương không hề mang theo người hầu nào khi cưới ngài không? Ánh mắt bá tước Rise Hap nhìn công tước Ludwig hiện rõ lên ý định khiêu khích, gây sức ép với ngài ấy. Những người nhà Ludwig nhìn tên bá tước như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta luôn vậy. Không khí bữa tiệc trở nên vô cùng căng thẳng. Lúc này, cô thầm nghĩ đây là một lời đề nghị họ không thể từ chối được, vì đó là lý do rất hợp lý mà ông ta đã đưa ra. Nhưng đừng lo, công nương à, chỉ thấy Edith mỉm cười rất tươi mà nói rằng cha, con ổn thôi, xin hãy quên lời cha tôi nói thưa ngài công tước. Ông ấy chỉ lo lắng bởi vì tôi còn non nớt mà thôi. Khi ngồi trên xe ngựa trở về nhà, cô đã bị cha mình mắng chửi rất thậm tệ. Ngươi điên à, đã vô dụng thì thôi, còn phá hỏng chuyện tốt của ta nữa. Cô nghĩ thầm từ giờ mình chỉ cần là chính mình. Rồi cô ấy thong thả mà nói cha à, cha không thấy sắc mặt của ngài công tước sao? Cha có biết tim con đập thế nào khi cha yêu cầu thẳng thừng vậy không? Con có thể thấy bọn họ để ý, đến cái cách cha cứ khăng khăng mang theo người hầu cho con, và điều đó sẽ làm tăng thêm sự nghi ngờ cho đám cưới này. Nếu bọn họ đề phòng hơn thì người hầu để làm gì chứ? Nhưng, ngươi có thể làm gì khi chỉ có một mình? Nghĩ kỹ đi thưa cha, bây giờ con có thể đi một mình. Như cha nói thì con có thể làm gì? Nếu cứ an phận sống như thế bọn họ cũng sẽ nới lỏng hơn. Anh trai thì đang suy nghĩ về cô gái kia, hình như cô ấy tên là Rize. Cô nói tiếp, mục tiêu hàng đầu của chúng ta là làm họ mất cảnh giác. Sau khi con có được niềm tin của họ, rồi con sẽ cáo bệnh về thăm cha và đem một người hầu của chúng ta đến. Ngay tới đây thì tên bá tước thấy cũng hợp lý nên hắn ta không nói gì thêm nữa. Cô còn chốt thêm một câu, tin con đi cha. Bắt đầu từ hôm đó trong một tuần, tôi đã trải qua cảm giác như đang mạo hiểm đi trên một lưỡi dao vậy. Sau khi giải quyết hết mọi thứ, cuối cùng thì hôm nay cũng là ngày tôi đứng ở trong lễ đường. Cô mỉm cười khi nghĩ đến việc từ nay về sau cô không cần phải quay về ngôi nhà đó nữa. Xin Chúa hãy ban phúc cho cặp nhẫn mà đôi trẻ sắt đeo lên tay nhau. Một khi chúng ta trao nhẫn đó sẽ đặt một dấu chấm hết cho chuỗi ngày cô phải sống dưới cái tên Edith. Nhìn thấy hai đứa bé đang tay trong tay mang cặp nhẫn cưới tiến lên lễ đường, Edith thấy thật dễ thương quá, nhưng vị hôn phu Kilian thì không lấy gì làm vui vẻ, khuôn mặt anh ta hiện rõ sự khó chịu. Thấy vậy cô hiểu rằng anh ta đang muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc cái màn kịch này đi, cặp nhẫn được chuyển tới cho hai người họ. Cô chìa tay ra để cho chú rể đeo nhẫn cho mình. Nhưng nhìn cái cách Kilian cầm chiếc nhẫn, rồi cố gắng đeo chiếc nhẫn để không phải chạm vào tay cô. Thấy vậy, cô biết rằng anh ta còn ghét chạm phải tay mình cơ. Thật là trẻ con rồi. Cô còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy Kilian đang tự tay đeo nhẫn. Ha ha, đúng là cái tận xương tủy mà cô thấy. Cô ngửi mùi hương của những đóa hoa và thầm nghĩ trông mong gì chứ. Và lại tôi cũng không có ý định thay đổi trái tim anh. Nghĩ tới đây, cô cúi xuống xoa đầu và cảm ơn hai đứa nhỏ. Kilian khẽ liếc nhìn cô ấy, rồi ngay lập tức anh ta lại quay mặt đi. Còn với cô, từ nay một cuộc sống mới thoải mái, mà không lo sợ phải bị đánh đập bởi cha hay anh trai. Vì tôi đã có cơ hội được sống tiếp nên cứ để tôi làm những gì mình thích đi. Tới phòng tân hôn cô ấy đang tận hưởng cảm giác thoải mái, sau khi trút bỏ bộ đồ lễ phục. Cái váy đó thì chật, còn đôi giày lại quá cao. Thôi thì cũng là gu của Edith. Cô vươn mình sảng khoái, đang chải tóc thì có tiếng gõ cửa. Vâng, mời vào đi. Tiểu thư Edith. Ồ, thì ra là tiểu thư Rize có chuyện gì sao? Vâng, xin chào tiểu thư Edith. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cô. Lúc này cô bắt đầu nhớ lại đến chi tiết trong tiểu thuyết nguyên tác, đúng là có sự kiện này xảy ra sau lễ cưới. Sau khi kết thúc buổi lễ, Rize đã tới gặp Edith và sau đó muốn xin lỗi vì hành động thô lỗ của Kilian. Tuy nhiên, lời xin lỗi của Rize không được chấp nhận. Ngược lại, cô ấy còn sát muối lên vết thương của Edith. Bởi vì Edith không thể đổ lỗi cho Kilian, cô ta quay ra chút dẫn lên Rize. Trong nguyên tắc thì Edith đã rất tức giận và hét vào mặt Rize, sao cô dám tới đám cưới của người khác với một chiếc váy trắng thế này, tôi đã là vợ của Kilian rồi. Nhưng thực tế lúc này cô thầm nghĩ thật lòng mà nói, Edith có quyền tỏ ra thất vọng, nhưng tôi thì không có lý do đó, vì tôi không phải Edith thực sự. Rize nói với cô, tôi muốn xin lỗi về cách hành xử của Kilian. Tôi mong cô sẽ không đặt nặng về nó quá. Thực ra, Kilian chỉ lạnh lùng vẻ bề ngoài thôi, chứ anh ấy nhạy cảm hơn bất kỳ ai mà tôi biết. Đứng trước vẻ đẹp và sự thân thiết của Rize thì ngay cả cô cũng treo ngược trái tim mình lên mà nghĩ không thể nào ghét một người xinh như cô ấy được. Rize có một mái tóc vàng óng ả, tỏa sáng trong nắng mai, một biển hồ sâu xanh thẳm ngay đáy mắt, trong vắt và yên bình lạ thường. Không chỉ có một vẻ đẹp tuyệt trần, cô ấy cũng có một trái tim đầy nhân hậu. Để sinh tồn như một phản diện trong cuốn tiểu thuyết này, Rize đích thị là nhân vật tôi nên kết thân. Nghĩ tới đây, cô tươi cười mà nói với Rize, cô không cần lo lắng đâu, tiểu thư Rize. Tôi hoàn toàn thông cảm mà. Mặc dù đây chỉ là hôn nhân trên giấy tờ và nó làm cô khó xử nhưng đừng ngại.
tôi không hận người đàn ông làm chồng mình được. Nghe được những lời này của cô đã khiến cho Rize hết sức ngạc nhiên. Cô thì nghĩ rằng chỉ có cách này mới tăng thêm cơ hội sinh tồn cho cô ấy, trong dinh thự công tước. Thấy những lời tâm sự của cô thì Rize cũng thốt lên rằng cô thực sự rất trưởng thành và tốt bụng. Với những lời khen ngợi lan tỏa hào quang chói lóa như vậy khiến cô hết sức ngượng ngùng. Thế rồi hai người họ cứ vậy mà tâng bốc nhau lên tận mây xanh. Tôi không bao giờ so sánh được với tiểu thư Rize cả. Bộ váy cô mặc rất hợp đó. Lụa đẹp vì người nha. Rize được khen quá trời cũng tỏ ra lú hết cả người. Tôi xin lỗi nhưng ý cô là gì? Hai bọn họ đang mải chém gió, thì người hầu gái nói với tiểu thư Edith là cô ấy đã mang khăn tắm tới. Chỉ có vậy thì cuộc chém gió của hai người họ mới tạm dừng được. Tiểu thư Rize bảo ôi trời, tôi làm phiền cô hơi nhiều rồi. Tôi xin lỗi, bây giờ Killian, không ý tôi là cô chắc phải mệt lắm. Ha ha, cảm ơn cô nha, nghỉ ngơi đi nhé. Tôi sẽ gặp cô vào ngày mai. Sau khi Rize rời đi, cô bắt đầu cởi bỏ y phục để chuẩn bị đi tắm. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, chương đám cưới cuối cùng cũng kết thúc, giờ thì mình còn một mình có thể thư giãn rồi. Rồi cô chút y phục và thả mình trong làn nước ấm, như được sống lại trong làn nước ấm này vậy. Nếu mình được làm con dâu của công tước, thì liệu người hầu có luôn chuẩn bị bồn tắm cho mình như thế này, không nhỉ? Thật tuyệt quá, ai quan tâm đến Internet chứ? Không cần đi làm, cũng không cần phải làm việc nhà. Mình cũng không phải lo lắng về chi phí và đối mặt với ông anh trai nghiện cờ bạc đó nữa. Không biết là sau này, mình sẽ bận bịu như thế nào với lịch trình dày đặc các buổi nghe hòa nhạc opera, đi săn bắn, dã ngoại, tiệc tùng và vũ hội nữa. Đang mơ màng thì Killian bước vào, anh ta nói cô thậm chí còn đi tắm được trước khi chú rể tới nhỉ. Quả là một cô dâu tàn nhẫn. Cô hốt hoảng ngồi dậy, lấy tay che trước ngực mà hỏi Killian. Cô ấy nhớ lại rõ ràng trong nguyên tắc, Killian chắc chắn không bao giờ tới phòng tân hôn. Killian hỏi Edith, sao cô lại ngạc nhiên vậy, còn có ai được phép vào phòng này ngoài chú rể nữa sao? Cô ngượng ngùng đáp không phải vậy, chỉ là tôi không ngờ anh sẽ tới. Killian bình thản nói, mừng là cô vẫn nhận thức được điều đó. Cô vẫn mỉm cười mà bình tĩnh nói với anh ta sao lại không biết được chứ? Suốt buổi lễ anh còn chẳng động tôi lấy một lần. Nếu tôi còn lì lợm sau khi chứng kiến điều đó thì... Nghe thấy cô nói tới đây Killian chen ngang mà nói, vậy thì đừng bảo là... Cô muốn tôi và cô đóng vai một cặp tình nhân yêu nhau nồng ấm sao? Cô thầm nghĩ thật nực cười, bất công làm sao khi hắn có thể đẹp trai một cách hãm lòn như thế này. Mình không ý định để cãi lại anh ta và mình, cũng chẳng còn năng lượng nào để tức giận nữa rồi. Cô nói, tôi chỉ nói những gì đã xảy ra thế thôi. Nhìn thấy anh tránh né tôi nghĩ rằng anh sẽ không tới phòng tôi tối nay. Vậy anh định nghỉ ngơi ở đây thật ư? Cô vừa dứt lời thì Killian quay lưng bỏ đi. Cô nhìn theo bóng dáng rời đi tự hỏi, hơ rồi tớ làm chi vậy cha? Vừa ra khỏi cửa, Killian đã bắt gặp Rize. Rize gọi Killian mà hỏi anh vừa đi ra khỏi phòng tân hôn sao? Rize, anh đã đến đó, nhưng có vẻ như cô ta không muốn anh ở phòng mình tối nay. Ý anh là sao? Bọn anh vừa cãi nhau trong phòng tắm. Sao vậy? Nhưng trước đó em khá chắc là... Killian tiến lại gần vuốt lên mái tóc của Rize mà bảo rằng em đó Rize. Em chỉ toàn nghĩ tốt cho người khác thôi. Những người như nhà Riser Harp là thể loại gì chứ? Em không thấy bọn họ chỉ là lũ dối trá với một nụ cười giả tạo luôn thường trực trên môi sao? Em không cần nghĩ nhiều thế đâu. Rize cúi mặt xuống mà lẩm bẩm a, vậy có nghĩa là tiểu thư Edith. Nghe tới đây anh liền hỏi Rize gì cơ, cô ta đã nói gì với em? Rize kể lại trước đó tiểu thư Edith đã khen chiếc váy của em. Không biết là em có suy nghĩ đơn giản không khi rất vui vẻ đón nhận lời khen đó. Killian nói cô ta không tức giận hả? Có phải anh hơi khắt khe rồi sao? Cô ấy sẽ thất vọng thế nào khi nghe thấy điều đó? Thất vọng ư? Em nhìn chiếc váy cô ta mặc xem, cô ta còn chẳng bận tâm mình đang mặc cái quái gì, diêm dúa xấu xí và thậm chí còn hở hang tàn bạo, quá thô tục. Nghe thấy Killian nói những lời xúc phạm như vậy với Edith, Rize hết sức ngạc nhiên và hỏi, anh dám bảo vợ mình thô tục sao? Killian sao anh có thể nói như vậy được? Killian nhìn vào mắt Rize mà nói, có phải em muốn nói rằng anh đã quá tàn nhẫn rồi phải không? Rize không biết nói gì thêm với Killian nữa. Chỉ thấy Killian nắm lấy tay Rize như muốn nói điều gì đó. Cảm xúc thực sự của anh hôm nay, chưa kịp nói hết câu thì Cliff xuất hiện gọi tên Rize. Anh ta ngạc nhiên vì Killian cũng ở đây à? Đã muộn rồi hai em còn làm gì vậy? Thấy anh ta thì Rize rất phấn khích, nhưng vẻ mặt của Killian thì hoàn toàn trái ngược. Sáng ngày hôm sau, Edith vừa thức dậy. Cô ấy rất ngạc nhiên với trạng thái cơ thể vô cùng sung mãn của mình. Chà, cái cơ thể này vẫn dậy rất đúng giờ sau một ngày mệt mỏi ha. Đây là năng lượng của một người 22 tuổi, à không, một người khỏe mạnh đó, mình chưa bao giờ cảm thấy khỏe như này ở kiếp trước cả. Cô thầm nghĩ thật tốt, mình phải lạc quan rằng ít nhất mình còn được nhận một cơ thể lành mạnh.
giờ thì mình phải tìm cách để trở thành một con dâu hiếu thảo trong nhà này mới được. Killian chỉ là nhân vật phụ và tâm trí hắn thì bị bao lấp bởi nữ chính mất rồi, nhưng cha mẹ hắn có thể nghĩ khác. Nếu công tước và công nương nhà Radwick đã chào đón Rize rất nồng hậu, thì có thể họ cũng sẽ mở lòng được với mình. Mặc dù buổi gặp mặt đầu tiên ấn tượng không được tốt lắm. Một ý tưởng lóe lên trong đầu cô, được rồi, trước tiên cứ chào hỏi họ đã. Cô bắt đầu phân tích một trong những bí quyết sống còn của phản diện chính là chiếm được sự tin tưởng của các nhân vật phụ cốt lõi. Thực chất để yên ổn ở trong cái gia đình Radwick này, tiếng nói của hai vợ chồng công tước là quan trọng hơn ai hết, kể cả Killian, và mục tiêu đặc biệt của mình là sống một cuộc sống an nhàn và tận hưởng tất cả thức ăn ngon. Nên việc có được thiện cảm của vợ chồng công tước là một điều cần thiết. Ai mà lại ghét con dâu của mình ngay lập tức được, đúng không? Nên mình sẽ bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện đơn giản vậy. Mình có suy nghĩ giống người Hàn quá không nhỉ? Cô tiến tới gần cửa ra vào, cô cầm lấy cái dây rung chuông mà nói vậy đây là chuông gọi người hầu, mà mình hay đọc trong tiểu thuyết sao? Ngầu nhở. Đúng vậy, nếu mình có được sự trợ giúp từ hầu gái, biến thành một cô con dâu ngoan hiền, chắc cũng không khó khăn gì. Sau khi rung chuông ngay lập tức người hầu bước vào, thưa tiểu thư, người cho gọi tôi à? Cô giúp tôi tắm rửa và chuẩn bị được không? Phải thừa nhận là dù đã được gọi tiểu thư nhiều lần nhưng mình vẫn thấy lạ. Vâng thưa tiểu thư, tôi sẽ chuẩn bị nước ấm cho người ạ. Cô không quên hỏi người hầu gái tên cô là gì? Dạ, tôi là Anna thưa tiểu thư. Vậy Anna, những bộ đồ mà tôi đem theo đều như vậy sao? Hở hang và diêm rúa. Đúng vậy ạ, cô thầm nghĩ nếu mình mặc mấy cái này đến gặp họ, không biết họ xem mình là con gì chứ không phải là con dâu nữa đâu. Cô chống tay lên trán mà suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi mà. Rồi cô quay sang yêu cầu Anna, cô vui lòng đến phòng may vá và làm, cho phần ngực cao lên chút được không và gỡ bỏ mấy cái đồ trang trí rườm rà đi. Vâng, được ạ, cô ấy đi mà không ý kiến một lời nào cả, hoàn toàn ngược lại với nhà Riser Hap. Mình cũng nên đem mấy cái này đi sửa luôn và nhân tiện. Đúng vậy, nghĩ lại về đêm tân hôn, mình có nên giải cánh hoa hồng lên chiếc giường này không? Thôi quên đi, nếu như thế thì nó bừa bộn lắm. Killian cũng chẳng hứng thú đâu. Đúng vậy, Killian hoàn toàn giống với nguyên tắc. Một người đàn ông nguyện giữ sự trong sạch vì Rize, đúng là trai còn trinh là trai ngon mà he he. Nhưng để một nam phụ như thế thì hơi lãng phí, với cả hôm qua không phải là một giấc mơ hắn đến làm gì nhỉ? Chỉ để cãi nhau thôi sao? Mặc kệ là gì? Mình vẫn thấy vui vì được ngắm nhìn khuôn mặt đó hai lần. Khuôn ngực đó thật là, đang mải suy nghĩ lung tung cô không chú ý tới xung quanh, có tiếng nói vang lên tôi xong rồi thưa tiểu thư, tiểu thư. Hả? Cô hầu gái nhắc lại, tôi đã làm tóc và sửa váy cho người xong rồi ạ. Xong rồi sao? Cảm ơn nha. Người điên rồi, Choi Sooner, tên ở kiếp trước của cô ấy. Cô đã dặn lòng là không được thích hắn mà. Sau khi ăn mặc đàng hoàng xong cô tới thư phòng để diện kiến cha mẹ chồng của mình. Con kính chào cha mẹ, hai người đêm qua ngủ ngon chứ? Nữ công nương thì vẻ mặt rất hiền hậu nhưng công tước thì nhìn rất nghiêm nghị. Thấy con dâu tới vấn an sức khỏe, công nương tươi cười mà nói chuyện, chắc con hôm qua rất mệt nhỉ. Mà sáng sớm đã tranh thủ tới gặp hai ta rồi, con lo lắng lắm đúng không? Và cảm ơn con ta ngủ rất ngon, con ngồi xuống đi. Cô đáp lại đương nhiên là con ổn ạ. Sau đó, cô từ từ ngồi xuống ghế, và vui mừng nhìn thấy một tách trà đã được công nương chuẩn bị sẵn cho cô. Cô thầm nghĩ đoán chắc là họ cũng biết, về việc Killian tối qua không ngủ lại ở phòng tân hôn. Đang nâng ly trà lên để thưởng thức thì công tước bắt đầu lên tiếng hỏi, Edith à, ta biết con đã được bá tước nuôi dưỡng để trở thành một thiếu nữ nhã nhặn và sang trọng. Bổn phận của một người vợ ở trong gia đình quý tộc là gì? Ta thắc mắc liệu con có thể trả lời cái này không? May mắn là cô ấy vẫn còn ký ức của Edith, nên đã dễ dàng trả lời được câu hỏi này của công tước, là chịu trách nhiệm kiểm soát tài chính và sắp xếp tư liệu ạ. Đương nhiên là ở ngôi nhà mới này, cha mẹ sẽ có một cách riêng để làm điều đó nên nếu hai người dạy con sẽ cố tiếp thu nhanh nhất có thể ạ. Thấy cô rất hiểu chuyện nên công tước không hỏi thêm gì nữa. Mà ngài chỉ trầm tư nhâm nhi tách trà và nói ta hiểu rồi. Có vẻ như bá tước đã dạy con rất nhiều. Cô thầm nghĩ mình biết bọn họ vẫn chưa thể thân thiện với mình, nhưng đột ngột buộc tội mình tới đây để trộm tài liệu nội bộ thì... Rồi cô dõng dạc nói với cha mẹ chồng rằng, nếu con không đủ tin cậy, xin hãy dạy con cái khác cũng được, con sẽ cố gắng hết sức. Đúng là một cô con dâu hiểu chuyện như đọc được tâm tư của cha mẹ chồng. Bọn họ chỉ biết im lặng cho qua chuyện. Ta mừng vì con đã được trang bị kiến thức trước khi tới đây. 2 tuần tới con có thể giúp ta không? Nếu con cần gì cứ nói ta biết nhé. Cảm ơn mẹ, nếu được, thì mẹ có thể gửi một người dẫn con đi tham quan thay vì gọi Killian không ạ? Sao? Nếu thế thì cứ để thằng bé đi. Nhưng công nương đã không biết chuyện cậu con trai quý báu của bà ấy vừa bỏ rơi vợ của mình trong đêm tân hôn đó. Cũng may mắn, bà ấy đã tìm ra được giải pháp thay thế để đưa cô đi tham quan dinh thự.
À phải, để mẹ tìm người thích hợp cho con nhé. Vậy con xin tạm biệt cha mẹ. Được thôi. Thế rồi cô mang tâm trạng của con dâu mới về nhà chồng mà hồi hộp bước ra cửa. Cô ấy tưởng sắp chết đến nơi rồi ấy chứ. Bất ngờ cô đụng phải một người. Anh ta hỏi cô ổn không? À vâng, tôi xin lỗi. Có lẽ tôi hơi hồi hộp tí thôi. Anh là Tử Tước Greenfield đúng chứ? Rất vui được gặp anh, mọi sự trông cậy vào anh vậy. Kẻ thân cận với công tước, Tử Tước Greenfield được giao nhiệm vụ để dạy tôi tất cả các thứ liên quan tới dinh thự Radwick. Trong tiểu thuyết, Brian được miêu tả là một người có được lòng tin cậy của công tước chịu trách nhiệm. Hầu hết các tài liệu và quản lý dinh thự này mỗi khi công tước đi vắng. Cũng giống như Anna, người hầu riêng của tôi, anh ta không phải là một nhân vật được nhắc nhiều trong nguyên tác. Điều này làm tôi khá lo lắng vì thực sự quá ít thông tin về anh ta. Đang mải mê suy nghĩ, thì Rinan quay sang hỏi cô gặp khó khăn trong việc đi lại sao? Tôi còn có việc phải làm nên không muốn lãng phí thời gian đâu. Cô đã dần chấp nhận nơi này là thực tại của mình, chứ không còn là những trang sách nữa. À, vâng, tôi xin lỗi, tôi theo sau ngay đây. Cô vừa đi theo vừa nghĩ, nhân vật phụ nào cũng có tính cách này sao? Rinan giới thiệu đây là phòng trưng bày trang sức. Những trang sức quan trọng của dinh thự đều được cất giữ ở đây, và vào trong những dịp quan trọng cô sẽ được dùng nó. Đây là nơi cất giữ vũ khí, thường được trưng dụng bởi công tước và hai cậu chủ. Mọi đồ vật ở đây đều được chế tạo bởi thợ rèn nổi tiếng. Cô cảm thán chà ngầu nhỉ. Còn đây là trái tim của dinh thự, thư viện lớn. Vô số đầu sách hiếm được thu thập và trưng bày ở đây. Là một người đam mê đọc sách, nên khi thấy thư viện lớn thế này đã khiến cô không khỏi bị cuốn hút. Cô ấy hỏi Rinan, tôi muốn tới đây bất cứ lúc nào, có được không? Hay là tôi phải xin phép? Nếu cô đã là thành viên trong gia đình Radwick thì cô được thoải mái ra vào. Điều đó cũng tương tự với hội trường Sistine, nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. Tốt ghê, ở kiếp trước dù có buổi triển lãm nghệ thuật nào mà cô rất thích, cô cũng không thể đi vì vé vào cổng rất đắt, nhưng nơi đây lại có cả một bảo tàng nghệ thuật tại ra sao? Trước mặt cô là hội trường Sistine, bước vào bên trong hội trường có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật được trưng bày. Điều đó khiến cô rất kinh ngạc, nhưng vì bận công việc và vì dinh thự quá lớn, nên Rinan nói rằng sẽ tạm kết thúc chuyến tham quan hôm nay ở đây. Cảm ơn anh rất nhiều Rinan. Thật tuyệt vời khi tôi được sống ở một nơi xinh đẹp thế này. Cảm ơn vì chất giọng rất cuốn hút và đầy truyền cảm của Rinan. Không nghĩ là thời gian trôi nhanh vậy đó. Tôi chỉ làm những gì mình được giao phó. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ dẫn cô đi phần còn lại vào ngày mai. Đương nhiên được chứ. Trên đường quay trở lại, hai người bọn họ đi ngang qua sảnh trà chiều. Cô thắc mắc sảnh trà chiều sao? Vâng, là một nơi rất tuyệt để ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh xung quanh. Nếu khách mời tới thăm dinh thự thì nơi này được dùng khá thường xuyên và công tước cũng hay tận hưởng thời gian rảnh ở đây. Thật bất ngờ, trước mắt bọn họ là cảnh tượng hai anh em nhà Killian, Cliff và Rize đang ngồi cười nói vui vẻ với nhau ở đây. Rinan trộm liếc nhìn phản ứng của Edith, nhưng cô ấy dường như không có bất cứ biểu hiện gì khác thường. Thậm chí cô ấy còn tỏ ra thích thú với khung cảnh ở đó, hơn là bận tâm xem ba người kia đang làm gì. Rinan thì hết sức ngạc nhiên. Cậu ấy không hiểu sao bọn họ lại ngồi ở đó cười nói như vậy. Lúc này cô mới hiểu tại sao Rinan lại phản ứng như vậy. Bởi vì chú rể vừa mới cưới lại đang ngồi cười nói với người phụ nữ khác. Đây âu cũng là phản ứng bình thường thôi. Rồi cô ấy thầm nghĩ, nếu trong trường hợp là Edith thực sự, thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Cô ấy nhìn vẻ mặt của bọn họ đang vui vẻ cười nói, đặc biệt là của Killian thì thật là hãm mà. Với mong muốn chỉ được tận hưởng cuộc sống ở dinh thự công tước, thì cô ấy chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả. Cô cứ thế cười mà nói chuyện với Rinan, như anh nói đó, nơi này thực sự rất đẹp. Một khi xuân đến và vạn vật sinh sôi, khu vườn này sẽ là một địa điểm lý tưởng, để ngắm hoa và tận hưởng không khí trong lành. Rinan hiểu điều đó nhưng, cái phản ứng của cô thì thật khiến cho anh ta không thể lý giải. Được rồi, cô vui vẻ quay lưng bỏ đi và không quên nói với Rinan rằng tôi sẽ tới nơi này, thường xuyên nha. Chúng ta nên đi rồi chứ Rinan, không phải anh nói anh rất bận sao? Vâng, thưa tiểu thư. Rinan trở về thư phòng của công tước, và đang báo cáo lại toàn bộ diễn biến buổi tham quan. Công tước hỏi anh ta về biểu hiện của cô như thế nào. Tôi đã làm theo mệnh lệnh của ngài. Cô ta có vẻ khá am hiểu về kiến trúc của dinh thự, và cô ta đặc biệt hứng thú với hội trường Sistine. Cậu không thấy được gì bất thường à? Không hề có thưa ngài. Ngược lại cô ta hoàn toàn khác với những lời đồn thổi. Nhưng có một việc bất thường, trên đường quay lại chúng tôi có đi ngang qua sảnh lớn. Tôi chứng kiến hai cậu chủ đang uống trà với tiểu thư Rize. Nghe tới đây thì công tước bỗng khựng lại, ngày ấy hỏi cái gì? Ta đã bảo nó nên cư xử đúng mực hơn, rồi vậy mà cứ tiếp tục dây dưa với đứa con gái khác sau đám cưới chứ. Ta đã giải thích rõ ràng rằng việc cần làm bây giờ là ngăn chặn việc bá thước Rize Harp cấu kết với đại công tước Langston, và giữ hắn không được manh động cho tới hết năm nay.
Ngài ấy nhớ lại cái ngày ngài ấy gọi Killian đến thư phòng để trao đổi về việc phải tiến hành một cuộc hôn nhân chính trị. Rõ ràng Killian hiểu rằng đây là một cuộc hôn nhân trên giấy tờ, chỉ là một tờ giấy kết hôn thôi mà, rồi thậm chí cậu ta còn nói rằng đừng ép buộc cậu ta phải làm thêm điều gì nữa. Nó đã biết rõ thế vậy mà. Công tước gõ gõ tay lên bàn làm việc. Rina nói thêm, tuy nhiên tiểu thư cũng không có gì là quan tâm lắm tới việc đó. Công tước càng thêm bất ngờ khi nghe thấy phản ứng đó của Edith. Rina nói tôi không biết trong thâm tâm cô ta nghĩ gì, thay vì náo loạn lên, vì tức giận, cô ta lại tiếp tục bước đi như chưa nhìn thấy gì cả. Công tước đưa tay lên vuốt những sợi râu của mình và nghĩ ngợi, vậy sao? Edith tính cách khá thất thường nhỉ? Sau khi cô dùng bữa ăn trưa xong thì Anna đang xin phép để được dọn dẹp bàn ăn. Lúc này cô thầm nghĩ kiếp trước mình không có nhiều tiền để ăn xa hoa, như này nên vẫn có chút chưa quen. Cô ấy quay sang nói với người hầu Anna suốt buổi sáng nay đã làm việc vất vả rồi. Cô ăn chưa chưa, đi ăn rồi hẵng quay lại. Tôi sẽ gọi cô nếu tôi cần. Anna cũng thấy lạ lùng với cách cư xử thân thiện đến lạ thường của tiểu thư. Vâng ạ, cảm ơn tiểu thư. Thấy phản ứng ngạc nhiên của người hầu, cô cũng bất giác mà nghĩ, trời đất, mình nói chuyện như thế lạ lắm sao? Không trách được, cũng may mà mình biểu hiện tốt trước mặt công nương và công tước, chứ không thì cũng chẳng cứu vãn được gì rồi, công việc còn lại là sắp xếp ổn thỏa với Rize. Rize Sinclair nữ chính trong thế giới tiểu thuyết này. Nhưng cuộc đời cô ấy trước khi dọn tới dinh thự Radwick rất bất hạnh. Anh em của Rize đã hành hạ cô chỉ vì cô ấy là con ngoài giá thú. Bọn họ xem cô như một món đồ để trút giận vào lăng mạ. Và nhờ một dịp cố gắng cứu sống công nương, Rize đã thành công chiếm được sự chú ý của hai vợ chồng họ. Nhà Radwick rất căm phẫn, vì Rize bé nhỏ trong sáng phải chịu bạo lực gia đình suốt một thời gian dài, và quyết định mua chuộc Rize khỏi nhà Sinclair với một số tiền cực lớn. Nhà Sinclair nhanh chóng chấm dứt quan hệ ruột thịt với cô, và đương nhiên đã lỡ cơ hội trở thành thông gia với gia đình công tước, và bọn họ đã nuối tiếc tới tận bây giờ. Nếu phân tích rõ cốt truyện, mình đã thấy rõ là, cô ấy có số phận may mắn hơn ai hết, cô ấy hoàn toàn khác mình. Dù là Edith hay là Choi Sooner, cô vẫn phải trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống. Ở công ty, dù đã cố gắng hết sức mình, cô vẫn bị đồng nghiệp bắt nạt và phân biệt đối xử. Tan làm cô lại gửi tin nhắn chia tay người bạn trai lâu năm vì hắn đã ngoại tình, sau lưng cô. Vừa về đến nhà, cô đã dự định sẽ đọc thêm vài bộ truyện để giải tỏa, nhưng ai ngờ đó lại là dấu chấm hết cho cuộc đời cô. Anh trai cô đã cảm thấy như thế nào sau khi cô té cầu thang và chết, cha mẹ hai người có khóc không? Cô đứng bên cửa sổ mà thầm nghĩ về cha mẹ mình ở kiếp trước. Có lẽ bọn họ chắc chắn phải lo cho anh trai hơn, và cô tự nhủ bây giờ cô ấy nên quan tâm bản thân mình trước. Lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy Rize đang ngồi đọc sách dưới gốc cây. Nên cô cho rằng thay vì ngồi đây nghĩ ngợi lung tung, thì mình nên đi làm bạn với Rize không? Nhưng chưa kịp thực hiện ý định đó thì cô thấy Killian xuất hiện. Anh ta tiến đến chỗ Rize và hỏi em đang đọc gì vậy Rize? Rize ngước mắt lên tươi cười đáp, em đang đọc sách về lịch sử gia đình hoàng gia, em chưa được học những thứ này. Em sợ mình sẽ trở thành trò cười trong gia đình chỉ bởi vì kiến thức hạn hẹp. Anh bảo được thôi, cứ làm những gì em thấy vui vẻ nhé. Cứ nói anh em cần gì anh sẽ cố gắng giúp hết sức có thể. Cô thầm nghĩ đúng là một câu thoại thường thấy ở nam phụ. Nếu đó là Cliff, anh ta hẳn sẽ bảo cô ấy đừng bận tâm quá nhiều và cứ là chính mình. Cliff sẽ trao cho Rize mọi thứ, vậy nên cô ấy chỉ để ý tới anh ta chứ không phải là Killian. Theo logic của tiểu thuyết lãng mạn, Killian sẽ không bao giờ thắng nổi Cliff, mặc dù cô thích Killian hơn. Giờ thì cô không thể tiếp cận được Rize nữa nên chắc là cô dừng nghe lén hai người họ vậy. Đang định quay đi thì cô lại nghe thấy Rize hỏi Killian về mình. Edith đâu rồi, anh đi một mình ư? Đừng bảo với em là anh bỏ mặc Edith cả ngày trời đó. Killian đáp Rize, em không cần quan tâm con đàn bà đó nhiều vậy đâu. Cô ta chỉ là một con tin được giữ tạm thời, sau đó sẽ cút khỏi dinh thự thôi. Đứng bên cửa sổ, cô thừa biết rằng anh ta sẽ nói những lời này mà. Loảng xoảng, tiếng đập phá đồ đạc. Một cô gái tóc vàng óng đang ôm đầu gào thét, bọn họ mất trí rồi, tại sao lại là cô ta? Cô gái tóc vàng ôm đầu gào lên một cách mất kiểm soát. Tại sao lại là à? Cô gái này chính là Leila Sinclair, con gái út của gia tộc Sinclair đang trong cơn tức giận. Bỗng nhiên sau lưng có người hỏi cô ta, lần này lại có chuyện gì vậy Leila? Cô ta nhìn về phía anh rồi hỏi, anh có chắc là anh không biết không hả? Edith kết hôn với Killian. Anh ta về mặt đắc thắng mà hỏi lại là chuyện đó sao? Người này anh ta chính là Damien, con trai cả của hầu tước Sinclair. Leila vẫn tức giận thắc mắc tại sao phải là Edith mà không phải là cô ta. Damien vẫn thong thả mà nói với giọng châm biếm, có vẻ như công tước, có sở thích là sưu tầm những phụ nữ tầm thường chăng? Leila quay lại quát ông anh trai của mình, giờ này mà anh còn đùa với em được hả? Damien hỏi, vậy em ném vỡ đồ đạc tách trà trong phòng thì có ích gì?
Lúc này Leila mới tối sầm mặt lại hỏi anh trai nói như vậy là có ý gì? Anh biết chuyện gì đúng không? Anh trai à? Kể em nghe xem nào, đừng có bày đặt cái vẻ mặt bí ẩn đó ra nữa. Có đứa em gái nóng này cũng mệt quá ta, hãy thử nghĩ cùng anh một lát xem em gái, làm sao hai người họ lại kết hôn, lý do là gì, và hai gia đình đó được lợi gì khi ép con mình vào một hợp đồng hôn nhân chứ? Có người nói là do quặng sắt lớn nhất ở khu mỏ phía Nam là, của độc quyền nhà bá tước Reiser Hart. Nói cách khác, ông ta sở hữu được một lượng lớn tài nguyên thô để sản xuất vũ khí. Đó là vấn đề đấy. Em có hiểu vì sao anh hỏi em chuyện này không? Anh đột nhiên lại đề cập tới vũ khí thì làm sao em biết được chứ? Ôi trời, đứa em gái bé bỏng của anh, vậy còn vấn đề phân chia quyền lực hiện nay em có biết chứ? Theo em nhớ thì có đại công tước Langston, kẻ đang hăm he ngai vàng của hoàng đế và một bộ phận quý tộc là cận thần trung thành của điện hạ. Nói tóm gọn lại thì được chia làm hai phe như vậy. Chính xác, vậy nếu công tước Langston có được quyền kiểm soát vũ khí, đó có thể là một mối đe dọa cho hoàng gia phải không? Người đại diện hiện đại của phe hoàng gia chính là công tước Ludwig, đã phải tạo một mối ràng buộc để kìm hãm bá tước Reiser Hart khỏi việc cấu kết với công tước Langston. Leila tức giận, hả, anh gọi nó là tin tốt ác, đùa em chắc, liên quan gì tới việc kết hôn của hai người kia? Đúng, ai cũng nghĩ như em cả, nhưng Leila yêu quý ạ, cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi. Em nhìn xem bá tước Reiser Hart có gì gọi là đang bị ràng buộc không? Rồi anh ta nhớ lại cảnh khi thấy bá tước đáng mắng chửi con gái mình. Đứa con gái ngu dốt này ngươi không làm được việc gì nên hồn cả. Cha, con xin lỗi, con lại sai rồi, con hứa sẽ không tái phạm nữa ạ, ngươi nên nhớ lời hứa đó đấy. Nếu người lại tiếp tục không trộm được tài liệu thi công của hầu tước Everton, thì chuẩn bị tinh thần nhịn đói một tuần đi. Vậy là tính cách xấu xa của Edith chỉ là tin đồn sao? Leila ngạc nhiên không thể nào. Anh hiểu chuyện này khó tin đối với em, nhưng chính mắt anh chứng kiến mà. Vì vậy bây giờ chúng ta chỉ cần chờ và xem tình hình như thế nào. Nếu những thông tin này được tung ra đúng thời điểm gia tộc Reiser Hart chết chắc, dinh thự công tước Greenan đang đưa Edith đi tham quan dinh thự, hắn bảo sau đó nếu cô ra khỏi đây thì sẽ trở lại phòng ăn. À, tôi nhớ ra rồi, mất cả tuần mới có thể tham quan toàn bộ ngôi nhà này ha, xong rồi thì tôi nên làm gì đây nhỉ? Cô không phải lo đâu. Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ được giao việc để làm. Thật sao? Cô nghĩ anh không biết tôi đã chán như thế nào khi chỉ ăn với ngủ đâu. Thư phòng của mẹ tôi nằm ở gần đây phải không? Chỉ cần đi xuống cầu thang và tính từ vòng thứ ba bên trái nhỉ? Nhờ anh mà tôi đã nhớ hết vị trí rồi đó. Cảm ơn anh Yarinan, tôi không biết anh thực sự lại là một người tận tâm đến vậy. Tôi dẫn cô đi cả tuần mà cô lại quên mới là lạ ấy. Vâng, tới thư phòng của công nương. Cô thấy có cả Rize đang ở đó, Rize chào tiểu thư Edith. Cô vui mừng trời đất, chúng ta sẽ làm việc cùng nhau sao? Tôi rất vui đó. Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi. Mong cô chỉ dạy cho tôi nhé Rize. À, tôi không dám chắc tôi có đủ trình độ để dạy cho cô hay không. Cô nghĩ mặt cô ấy lại đỏ lên rồi, dễ thương ghê. Ha ha, có vẻ hai đứa con thân thiết hơn rồi ha. Cô bối rối quay sang con xin lỗi vì chưa chào mẹ. Không sao đâu, Rize con có thể giải thích lại cho Edith những giấy tờ con đang sắp xếp không? Vâng ạ, sau đó hai cô gái ngồi trên bàn sắp xếp giấy tờ. Mẹ chồng lo lắng đi qua đi lại, đã đến giờ rồi. Edith thấy vậy hỏi có ai đang chờ mẹ à? Rize hỏi cô không biết sao, trước đó mẹ đã liên lạc với một nhà thiết kế hoàng gia. Cô nghĩ thiết kế cảnh này là một chương trong nguyên tác thư công nương. Sau khi nhìn thấy của mình thì chiếc đầm của Rize lại được khen nhiều hơn. Người hầu thông báo, thưa công nương, nhà thiết kế mà người hẹn lịch đã tới rồi ạ. Edith nghĩ bình tĩnh nào không sao cả. Đây chỉ là một tình huống bình thường trong vô vàn tình huống mình sắp gặp phải thôi. Kết cục rõ ràng rồi, dù Rize không phải là nữ chính đi chăng nữa, cô ấy cũng hiểu rõ gu ăn mặc của công nương hơn là mình. Còn mình thì mình chỉ mới thấy bộ đầm này, trong tiểu thuyết thôi chứ có từng mặc qua đâu mà, nghĩ tới đây cô khóc ròng. Mẹ nghĩ sao về cái này? Thấy Rize nói vậy Edith ngạc nhiên cô ấy chọn được luôn rồi. Cô lên tiếng, chiếc đầm mà Rize chọn rất đẹp đó, con khó có thể thấy được mẫu nào tương đương với nó. Tuy nhiên, nếu mẹ muốn thử thứ gì đó đột phá thì mẹ xem qua cái này nhé. Trời đất, cái này, cái nào cũng đẹp cả. Edith thôi nào, con cũng chọn mẫu con thích đi. À con không cần đâu ạ, cô có nhận sửa váy không, thưa cô? Vâng, đương nhiên rồi, nhưng tiểu thư muốn sửa thế nào? Tốt quá. Tôi có một số bộ muốn nhờ cô, rồi cô quay sang ra hiệu cho Anna. Một quy luật sinh tồn, trong tiểu thuyết trọng sinh khác chính là phải thay đổi hoàn toàn hình ảnh phản diện mà tác giả đã xây dựng lên. Cô vui lòng tháo hết các trang sức rườm rà ra và may vùng ngực cao lên một chút, cũng đừng ôm sát quá nhé. Hô hô gu thời trang cô có vẻ thay đổi rất nhiều so với trước đó. À, chắc là vậy rồi. Cô cũng sửa thêm cho tôi chỗ này và cái này.
Mẹ chồng và Rize ngạc nhiên nhìn cô thay đổi gu ăn mặc như vậy. Thư phòng của công nương. Con nghĩ mẫu này sẽ ổn nếu mẹ muốn thay đổi gu ăn mặc một chút. Cô Edith là người có gu thời trang tốt thật đó. Hiếm có khách hàng nào của tôi đánh giá cao chiếc đầm này vì màu sắc khá lạ mắt. Cô nghĩ đương nhiên rồi, vì tôi ở tận thế kỷ 21 mà. Mặc dù đó có thể là một thiết kế mà công nương hài lòng nhưng kiểu gì, mẹ chồng bảo trông đẹp đấy. Tuy nhiên không phải là nó hơi cầu kỳ với mẹ sao? Đúng như dự đoán, bà ấy không thích nó. Theo mình thấy, thì người càng lớn tuổi càng phải ăn vận thật cầu kỳ để tôn lên vẻ đẹp của mình, chứ. Dù sao thì tôi cũng không có ý định hơn thua với Rize, vì tôi không biết cốt truyện sẽ kinh khủng thế nào nếu nhân vật chính không chiến thắng. Ngược lại thì con thấy mẹ rất hoàn hảo với chiếc váy này đó. Ha ha, con làm ta xấu hổ quá. Được, mẹ tin vào mắt thẩm mỹ của con, vậy mẹ sẽ chọn cả hai mẫu đó vậy. Bây giờ thì tới lượt Rize nhé, con thích gì nào? Rize ngạc nhiên sao ạ? Mẹ hỏi con à, con không cần đâu thưa mẹ, nhiêu đây là đủ với con rồi. Để mẹ xem nào, mẫu váy hoa này sẽ rất hợp cho những buổi tiệc trà vào mùa xuân, rất hợp với Rize. Cô cũng bảo đúng vậy, họa tiết hoa hồng này thường rất kén người mặc. Nhưng do tiểu thư Rize có làn da trắng và đôi má hồng hào nên để cô ấy mặc là hoàn hảo luôn thưa mẹ. Mẹ chồng khen Edith có gu tốt nhỉ. Vậy còn chiếc váy trắng này thì sao? Rize vẫn ngại ngùng bảo không cần đâu ạ. Con nghĩ cô ấy mặc lên thì có thể không chín chắn lắm. Nếu mẹ muốn màu trắng và phong cách nhã nhặn hơn thì chiếc áo choàng này thì sao? Điểm thêm một chiếc châm cài bằng aquamarine nữa là hoàn hảo. Mẹ chồng cười ha ha, chỉ có 5 bộ thôi sao? Cô bảo nhìn vậy mà chọn cũng khá khó mẹ ha. Sau khi xong thì cô thở dài, phù cuối cùng cũng xong. Rồi cô lại nghĩ giờ giả sử bán hết những đồ trang sức đính trên mấy bộ váy kia, thì không biết được bao nhiêu tiền nhỉ. Cô cũng đang cố gắng thân thiết với công nương, nếu tiếp tục như này thì... Kilian, tại sao hắn lại đứng trước cửa phòng của cô? Tại sao anh? Chưa hỏi xong thì hắn bảo đi theo tôi. Rize mời cô ra ngoài uống trà. Ủa khoan, trong nguyên tắc có đoạn này hả? Thôi kệ, cứ đi mới biết được. Cô lẳng lặng đi theo sau lưng hắn. Chắc hắn được Rize bảo đến đón mình, nhưng mà dù là nhìn ở phía sau thì hắn vẫn rất đẹp trai nhỉ. Bờ vai kia rộng và vững chắc, vai rộng, eo thon. Lần đầu tiên mình thấy có một người đàn ông cuốn hút đến mức này, nhưng đừng lo Rize à, tôi chỉ ngắm chứ không thịt đồ của cô đâu. Mới nghĩ vậy mà Kilian quay lại nhìn làm cô hết hồn. Má ơi, đừng bảo là hắn biết cô đang nhìn hắn nhé. Nhìn chút mà làm gì căng vậy trời. Kilian bảo tôi cảnh báo cô, liệu hồn ăn nói đúng mực trước mặt Rize đấy. Rize như là một thành viên trong gia đình tôi. Em ấy quan trọng với tôi nhiều hơn là cô, hiểu chứ? Ồ, ra là vậy. Và sao anh phải nói những lời đó để làm tổn thương tôi sao? Hắn hỏi cô bị làm sao thế? Cô bảo tôi cũng là con người mà, rồi hắn chế giễu con người ư. Tôi tưởng cô là một con rắn độc đấy chứ. Nghe vậy cô bực mình, ăn nói cho có học vào Kilian. Anh nghĩ rằng Rize có thích anh cứ xử như thế không? Anh còn là con trai của công tước nữa đấy. Tôi biết anh muốn phá hỏng tâm trạng hôm nay của tôi và làm cho tôi xấu xí hơn, trong mắt cả anh và mọi người. Nhưng thật không may tôi không phải là dạng người dễ lung lay đến vậy. Hắn hỏi cái gì? Cô lại nói tiếp, để rồi xem cứ thử làm tổn thương tôi đi, xem có chuyện gì xảy ra với anh không nào. Nói rồi cô xoay người rời đi, Kilian im lặng nhìn theo. Rize thấy cô thì vui vẻ chào tiểu thư Edith, cô cảm ơn vì Rize đã mời cô tới. Cliff nhìn cô rồi hỏi. Có vẻ như cô đang thích nghi khá tốt với nơi này nhỉ tiểu thư Edith. Cô có nghĩ mình đang làm việc chăm chỉ quá không? Một cặp vợ chồng mới cưới mà không dự định đi du lịch với nhau sao? Cô nghĩ chu choa, anh ta định để mình đem Kilian đi và ở lại với Rize sao? Chà, tôi không biết nữa. Nhưng có vẻ Kilian liền đang rất bận. Anh Cliff, hình như anh sắp phải đi kiểm kê tài sản phải không? Dẫu sao mùa đông cũng vừa qua rồi mà. Phải, rồi Cliff quay sang hỏi Rize, em có muốn đi với anh không? Từ lâu em đã rất muốn xem công việc đó như thế nào rồi mà. Rize ngạc nhiên hỏi là em sao? Kilian hỏi Cliff, tại sao anh lại đưa Rize vào thế khó xử vậy? Rize, em không cần quan tâm những lời mà anh ấy nói đâu. Anh trai Cliff trả lời, nhỉ. Nếu anh vắng nhà, Rize sẽ gặp rắc rối nhiều hơn vì em đó, Kilian. Cô nghĩ đúng vậy, bây giờ ba người đang ở cùng nhau, nên bọn họ vẫn diễn tròn vai là tình anh em thắm thiết. Nhưng tôi chỉ cần bỏ Cliff khỏi khung cảnh này thôi. Kilian và Rize sẽ nhìn nhau như là một cặp đôi nam nữ ngay lập tức. Tuy nhiên, tôi không thể trách Rize được. Cô ấy bởi lẽ là một nhân vật chính nên chắc chắn suy nghĩ cô ấy sẽ khác tôi. Cliff quay sang hỏi cô nghĩ sao cô Edith, cô ngạc nhiên hả? Anh hỏi tôi vấn đề gì? Cliff bảo rằng tôi là người duy nhất sẽ vắng nhà và những người ở lại là Rize, Kilian và cô. Cô nghĩ đợi đã, anh ta vừa nói cái gì lố bịch vậy? Mặc dù anh ta biết rõ tôi không được lòng Kilian,
nhưng ai cho anh ta cái quyền đem tôi ra làm trò đùa. Nhìn bản mặt của hắn thách thức cô kìa, hừ, hai vợ chồng công tước sinh ra được hai cậu quý tử đều vô học, kể ra cũng hay thật. Cô đặt ly trà lên bàn rồi bảo không bận tâm lắm. Cliff ngượng ngùng sao? Cô bảo đó là nhiệm vụ anh được ra, o nên nếu anh phải đi thì cứ thoải mái. Tôi không có quyền ý kiến về việc anh nên làm gì phải không? Cliff lại bảo không, ý tôi không phải như vậy. Cô lên tiếng chê bai hắn, nhưng về việc đưa Cory ra đi theo, nói thật lòng thì anh quá đáng lắm đó. Đi đường dài rất mệt, rất khó khăn dài, thậm chí còn không phải vợ của anh nên tôi hoàn toàn không đồng tình. Anh có hơi áp đặt cô ấy không? Rồi ánh mắt hai người phụ nữ nhìn nhau và suy tư, Rize mỉm cười nhẹ. Rize bắt đầu lên tiếng anh Cliff khi nào anh phải đi kiểm kê vậy? Edith nghĩ biểu cảm đó là sao nhỉ? Mình nhìn nhầm hả? Nhưng trong chuyện này mình không phải là người đối xử quá đáng với cô ấy mà là tên nam chính mất dạy của tiểu thuyết này. Cliff khoanh tay cười, không, anh chỉ nói vậy thôi, có vẻ như em dâu của tôi suy nghĩ khá chín chắn đấy. Chuyển cảnh đêm tại dinh thự, Killian đang đứng một mình hóng gió. Anh dường như đang có tâm sự riêng mà không chia sẻ được với ai. Anh nghĩ sao cô ta lại nói như thế? Anh ta vẫn bận tâm về những lời nói của Edith. Và lời nói của anh trai anh, có vẻ như em dâu của tôi suy nghĩ khá chín chắn đấy. Vâng, tôi đang cố gắng trở nên hòa nhã hơn với mọi người ngay cả trong lúc này đây. Killian mỉm cười nhẹ, bỗng dưng Rize gọi anh Killian. Sao anh lại ở một mình trên sân thượng vào giờ này hả? Có gì đó xảy ra sao? Anh không, không có gì. Hình như em có bảo mẹ đã mua váy mới cho em vào hôm nay đúng không? Bà ấy rất thích soạn cho em đó. À vâng, đúng là như vậy, nhưng em thấy tội cho vợ của anh lắm. Cô ta có gì để cho anh tội chứ? Mẹ anh rất ghen tị với những nhà nào có con gái. Rize, gia đình anh rất vui vì có em là em gái. Mẹ anh đã từng nói do nhà không ai có con gái, nên từ nhỏ hai anh đã được dạy để cư xử như một quý ông thực thụ. Rize bảo vì vậy anh hãy mua cho Edith một chiếc váy đi, anh sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc lắm đó. Ý em là gì? Cô ta bảo sáng nay Edith không chọn được cái váy nào cả. Killian ngạc nhiên sao cơ? Rize nói tiếp, cô ấy chỉ nhờ sửa lại những bộ đầm được mang theo khi về đây làm dâu, còn rất hăng hái giúp mẹ và em chọn đồ nữa chứ. Killian nghĩ chỉ sửa đồ thôi sao? Nhưng Edith mà anh biết không bao giờ mặc một chiếc váy tới hai lần. Cô ta lúc nào cũng thích mặc hở hang. Em đừng bảo là em mua những kiểu giống cô ta nhé. Rize vội giải thích, cái gì, em không phải là như thế. Tại sao đột nhiên cô ta lại thay đổi gu ăn mặc như vậy? Hay là vì cô ta thấy Rize thật xinh đẹp trong chiếc đầm trắng vào hôm đám cưới, và cảm thấy xấu hổ vì bộ váy cưới thô tục của mình ư? Cũng không có gì lạ, chắc chắn là cô ta cảm thấy ghen tị và khó chịu với Rize. Nhưng nếu cô ta biết ngượng, thì tại sao còn mặt dày mặc nó vào ngày trọng đại của đời mình chứ? Đúng thứ dơ bẩn như cô ta làm hắn không muốn nhìn. Killian, tại sao anh muốn làm tổn thương tôi? Nghĩ tới cảnh đó Killian lại bị đau đầu. Rize hỏi anh có còn ghét tiểu thư Edith không? Killian trả lời cô ta như một con rắn thành tinh vậy. Bây giờ nhìn cô ta điềm tĩnh thôi, nhưng một khi chúng ta mất cảnh giác, con rắn đó sẽ bộc lộ bản chất thật của nó. Rồi anh nghĩ vậy là cô ta sẽ thay đổi toàn bộ quần áo của mình sao? Thế thì cũng được, ít nhất là bộ mặt của gia đình cũng không bị phá hỏng vì cô ta nữa. Người hầu Anna thông báo với cô là, tiểu thư nước hoa và phấn má hồng của người đã hết rồi ạ. Người có muốn gọi cho thương nhân đến để mua không ạ? Mỹ phẩm sao? Phải rồi, mỹ phẩm càng dùng thì càng hết thôi. Thế nên tất nhiên là mình phải tự bỏ tiền ra mua. Tiền sao mình có bao nhiêu tiền nhỉ? Vì Edith không có công việc ổn định trong gia đình này, nên cô thường tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho những khoản chi phát sinh thêm trong cuộc sống. Cô cũng có yêu cầu họ tháo những viên kim cương ra khỏi váy. Mặc dù cô cũng chưa trả tiền cho họ nữa, nhưng Edith là một nhân vật quý tộc nên cô ấy phải mua những thứ xa xỉ như mỹ phẩm và nước hoa đúng chứ? Kiếp trước mình đã tích góp kibo cả đời nên hiện tại mình cũng không biết rõ về các loại mỹ phẩm lắm. Đối với mình, việc trốn chui trốn lủi trong phòng tắm và thoa những thỏi son hết hạn đã là quá đủ rồi. Bây giờ nghĩ lại đáng lẽ mình không nên làm điều đó. Tôi từng là một người không được ai quan tâm và yêu quý. Có lẽ bởi vì thế nên tôi luôn né tránh phải gặp mặt những người xung quanh. Đúng hiện giờ mình đang sống trong một cuộc sống khác rồi, nên mình phải tận hưởng nó một cách trọn vẹn mới được. Mình sẽ mua hầu hết tất cả các loại mỹ phẩm cao cấp của Ropan vậy. Nghĩ rồi cô cười, gọi thương nhân bán nước hoa tới cho tôi đi Anna. Vâng, thưa tiểu thư. Hà, anh ta nói cái gì cơ, mình đang nghe cái gì vậy? Tiền đình quá. Đây là loại nước hoa được chiết xuất từ những cánh hoa hồng thượng hạng nhất, thưa cô Edith. Nó luôn được các quý cô ưa chuộng với hương chủ đạo là hương hoa hồng Marsley. Ngoài ra thành phần của nó còn có mâm xôi và long diên hương. Nhưng tôi có thể tạo ra cho cô một mẫu khác nếu cô muốn. Cô có thích mùi gì không?
Ừm, với mùi mà anh vừa mô tả ban nãy thì có giá bao nhiêu nhỉ? Có lẽ là với một chai cỡ thế này nó khoảng 9 triệu chăng? Hả, 9 triệu cho một chai nước hoa, gấp đôi tiền ăn một tháng của mình ở kiếp trước luôn. Người hầu thấy cô tái mặt thì hỏi còn các loại nước hoa khác thì sao nhỉ? Loại nước hoa được sử dụng nhiều nhất là hoa hồng Titania. Khi nhắc đến hoa hồng thì nó sẽ là giống được nhắc đến đầu tiên, nhưng hương của nó khá già dặn với các cô gái trẻ như tiểu thư Edith đây. Tôi cũng có loại hoa hồng Ashley mà tiểu thư đang sử dụng, và tôi đề xuất cô nên thử pha hương giữa hoa hồng Thali và hoa hồng Nathaniel cao cấp. Tôi có một công thức bí truyền 200 năm cho loại đó. Nó mùi rất sang, thơm hơn cả Ashley luôn ạ. Má ơi, chỉ nghe thôi thì mình cũng biết giá tiền của nó đắt cắt cổ như thế nào rồi. Ừm, tôi nghĩ tôi sẽ mua loại cũ thôi. Tôi không thích thay đổi mùi hương lắm. Người hầu đề nghị, thưa tiểu thư, hay là chúng ta thử kết hợp Nathaniel và Ashley đi ạ. Mùi cũ của người vẫn rất tuyệt, nhưng bây giờ người đã kết hôn rồi, ta nên sử dụng một loại nào toát lên vẻ sang trọng hơn đấy ạ. Đó là một ý kiến hay, tôi có thể là mùi đó với giá 13 triệu. Vâng, anh hạ giá xuống còn 12 triệu thôi nhé. Sao ạ? Trời đất, như thế thì tôi cạp đất mà ăn đấy thưa cô. Hừm, thế thì giá 12 triệu rưỡi thì sao? Bởi vì tôi không muốn người ngoài bàn tán là tôi chỉ mới kết hôn, mà đã phung phí tiền. Thay vào đó tôi chắc chắn sẽ liên lạc anh khi tôi dùng xong lọ này. Cái đó, có vẻ như công tước rất có phước khi có được một nàng dâu biết tiết kiệm nhỉ. Thôi thì tôi chấp nhận với giá đó vậy. Được rồi, vui lòng đợi một thời gian tôi sẽ mang tới cho cô sau khi xong nhé. Cảm ơn anh. Cô nghĩ không biết việc trả giá ở thế giới này có đúng không nữa. Người hầu Anna xin phép đi sắp xếp lại kệ mỹ phẩm mà cô đã mua. Được rồi, cảm ơn cô Anna. Chỉ vì một ít nước hoa, phấn má hồng và cọ, đặc biệt là chai nước hoa. 12 triệu rưỡi, lãng phí tiền quá má ơi, cô tiếc khóng dòng luôn. Mình thậm chí còn không mua được thứ mình thực sự thích. Thực lòng mà nói, cảm giác xài tiền của người khác rất khó chịu. Hiện giờ ngay cả khi bây giờ có rất nhiều tiền thì mình cũng không dám sử dụng nó. Mình có mâu thuẫn quá không nhỉ? Nhưng anh trai cô đã lấy quá nhiều thứ từ cô ở kiếp trước. Cô luôn ao ước sống trong một cuộc sống đủ đầy sung túc, nên bất chợt thay đổi xoành xoạch thế này. Cô thực sự là khổ quen rồi nên không thích nghi được mà. Không được, từ giờ mày phải tận hưởng những thứ xa xỉ này mới phải, không cần tiết kiệm nữa đâu Edith à. Với thân phận mới này ngoài tiền ra, nhất định tôi sẽ trải nghiệm những điều đặc biệt khác nếu có dịp, bởi vì có những niềm vui khác mà tiền hoàn toàn không thể mua được. Bỗng nhiên cô nghĩ ra gì đó rồi cô bảo Anna, tôi đi tham quan hội trường Sistine một lát nhé. Dạ, vâng. Tới hội trường cô cảm thán cứ như bước vào một bảo tàng nghệ thuật vậy nhỉ. Những lọ nước hoa đắt tiền kia thì có là gì, so với những thứ xa xỉ thực sự này cơ chứ. Thật đa dạng, đặc sắc và độc đáo. Trời đất, nhìn bức tranh này được vẽ chi tiết như thế nào kìa. Làm thế nào mà họ có thể vẽ được một kiệt tác đẹp vậy ta, giống như một tác phẩm của Monet hoặc Klimt ở thế kỷ 21 luôn. Màu sắc và phối cảnh tất cả đều hoàn hảo đến đáng ngờ. Cô vẫn không tin được là mình có thể có cơ hội được ngắm nó, ở một cự ly gần như thế. Cô dừng chân tại một bước chân dung dũng sĩ và cảm thán oa hoành tráng thật. Cô ngồi xuống sàn và nhìn ngắm các tác phẩm. Bỗng có tiếng nói vang lên, nhìn cô trầm trồ nhìn các tác phẩm nghệ thuật ở đây cũng thật lạ đấy. Hóa ra là Kilian, anh bước tới gần nói chuyện với cô. Kilian, anh đang làm gì ở đây? Tôi đi xung quanh nhà của mình thì có gì là lạ sao? À, nói đúng. Rồi Kilian mỉa mai cô, chà tôi cứ tưởng nhà Reiserhaft không có ai biết thưởng thức nghệ thuật chứ. Thật ngạc nhiên là vẫn còn tồn tại một người. Cô nghĩ đột nhiên hắn lại tới đây gây sự với mình làm chi vậy? Chắc là anh nói đúng đó, chỉ là tôi cảm thấy bị choáng ngợp khi nhìn vào những tác phẩm này và tự hỏi rằng, làm sao một bức tranh lại có thể chứa đựng nhiều cảm xúc đến thế? Vừa khắc họa rõ nét được sự bi kịch và tàn khốc của chiến tranh, vừa thấy được quyết tâm chấm dứt bi kịch ấy, trên khuôn mặt của dũng sĩ đang ngồi trên lưng ngựa kia. Nhưng cũng trên khuôn mặt đó, tôi không thấy vẻ gì là vui mừng khi chiến thắng. Và tôi nghĩ rằng có lẽ chiến tranh là thứ không thể mang lại cho bất cứ ai hạnh phúc, ngay cả khi họ giành được chiến thắng lớn thế nào đi chăng nữa. Kilian trầm tư nghe cô nói rồi anh bảo tác phẩm này được vẽ, để tưởng nhớ ông nội tôi, người đã lãnh đạo cuộc chiến chống lại vương quốc khác, và cũng để tôn vinh chiến công của ông. Cô ngạc nhiên à, vậy ra ngày ấy là nguyên mẫu của vị thần chiến tranh sao? Cô thực sự không biết à? Vâng, hoàn toàn không biết. Tôi cũng chưa bao giờ nghe bảo là cô thích thưởng thức nghệ thuật. Tại sao cô lại ở đây? Cô đứng lên rồi bảo à, khi càng trưởng thành sở thích của con người càng khác đi chứ. Thế cô có yêu thích họa sĩ nào không? Rất tiếc tôi chỉ vừa mới thích tranh ảnh gần đây, thôi nên tôi chưa tìm hiểu sâu về họa sĩ nào cả. Cô nghĩ trong lòng thì đương nhiên là tôi có biết ai ở thế giới này đâu mà. Kilian hỏi không có ư? Vâng, và tôi nghĩ nó cũng không liên quan đến anh và nhà Radwick đâu nhỉ.
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, nhưng cô lại chú ý tới một bức tranh khác. À, chờ một chút, cậu bé ở đây là... Kilian bảo đó là tôi. Khi tôi còn nhỏ, cha có yêu cầu tôi trở thành mẫu vẽ cho bạn thân của ông ấy. Cô nghĩ ai hỏi anh cái gì đâu mà cuống lên thế? Kilian ngại ngùng hỏi tại sao cô cứ nhìn chằm chằm vào nó vậy? Nhìn thôi mà, có gì đâu phải xoắn lên thế. Ý cô là sao? Không có gì cho anh quan tâm đâu. Chỉ là sao nó trông nhỏ vậy? Nghe vậy Kilian nghĩ tới gì rồi anh tức giận bảo cô. Tất nhiên là tôi chỉ là mẫu mặt thôi. Cái cơ thể đó không phải của tôi. Edith rời đi còn nói chắc vậy, không phải rõ như ban ngày sao? Đường đường là thiếu gia nhà công tước sao lại trần truồng, như nhộng trước mặt họa sĩ vậy chứ? Ai hỏi anh đâu trời, vâng tôi tin anh. Kilian bị cả khịa thiệt tức quá mà a chửi hai tiếng chết tiệt rồi xoay lưng đi, đúng là không thể nói chuyện nổi với cô mà. Cô cười đắc ý, ha ha, vâng ạ thưa thiếu gia, nếu tôi không đuổi thì cuộc sống tôi nhạt toẹt quá đi mất. Nhưng nói vậy thôi, cô lại quay lại ngắm nhìn cái cổ quý đó một lần nữa, cô nghĩ nhưng mà chắc chắn nó phải lớn hơn thế này nhiều chứ. Buổi sáng hôm sau, tại khu nhà kính Edith đang đi dạo, cô cảm thán oa thời tiết đẹp thật. Nếu có thể sống như thế này mãi mãi thì thật là tuyệt. Đã 2 tháng kể từ khi cô sở hữu cơ thể của Edith, và cô chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của một quý tộc có thể sung sướng đến vậy. Ánh nắng rực rỡ, gió thổi mát rượi, không khí cũng rất trong lành. Nếu ngày nào cũng như hôm nay thì tốt biết mấy. Tôi đã thích nghi nhanh hơn tôi nghĩ. Có được một hội trường trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, mà tôi có thể đến bất cứ lúc nào, cùng với vô số các loại mỹ phẩm cao cấp và một bàn an toàn cao lương mỹ vị, mà tôi đang được thưởng thức mỗi ngày. Tuy vẫn còn những ánh mắt ganh ghét nhìn tôi nhưng thật may mắn khi Anna, người hầu thân cận với tôi cũng là người tôi gặp thường xuyên nhất, luôn đối xử với tôi rất tử tế và... Đang suy nghĩ thì cô nhìn thấy Rinan, lâu lắm rồi tôi chưa gặp anh. Anh ta thấy cô thì dừng lại hỏi làm thế nào mà cô tới đây làm gì vậy? Tôi đi dạo bộ một chuyến thôi. Vài ngày gần đây tôi hay ra vườn vào buổi sáng để hóng mát ấy mà. Tôi cảm ơn vì lần trước anh đã rất tâm huyết thuyết minh cho tôi về nơi này, rất tuyệt vời như lời anh nói. Ngoài ra tôi cũng thường xuyên lui tới bảo tàng nữa. Rất vui khi nghe được điều đó. Anh ăn gì chưa? Khí hậu hôm nay mát thật nhỉ? Ừ, vâng, tôi không có gì để nói thưa cô. Sao? À, dù sao thì anh cũng phải bận lắm nên tôi không làm phiền anh nữa. Hẹn gặp lại nha. Rinan dường như vẫn rất đề phòng và ngại nói chuyện với cô. Hắn ta trầm ngâm nghĩ, đúng vậy, rồi mọi thứ cũng sẽ tốt hơn thôi. Giờ thì mình nên đến bãi tập luyện ngày hôm nay nào, nơi mình thực sự muốn đến vào hôm nay chính là, cô nhìn thấy họ đang luyện kiếm với nhau. Rồi khen thầm, chồng mình vẫn ngon như ngày nào, ngắm hắn ta bao nhiêu cũng không chán. Khuôn ngực rộng lớn, rắn chắc và cơ bắp rõ ràng, bờ vai lại rộng. Mặc dù tính hắn ta khá hãm nhưng mình không thể nào phủ nhận vẻ đẹp của hắn được. Và theo cá nhân thì mình thích Kilian hơn là Cliff. Kilian có một cơ thể đầy đặn, múi nào ra múi nấy mình mẩy rất căng mướt. Cliff trông cũng ngon đấy nhưng anh ta lại khá gầy so với gu của mình. Wow, may mà mình tới sớm đó. Hôm nay vui thật. Bất ngờ Kilian nhìn về phía nào đó cười khiến cô giật mình. Rồi anh ta giơ tay lên và gọi lớn Rize. Cô nghĩ Kilian mình biết về mặt đó không dành cho mình mà. 28 năm sống dưới cái tên Choi Suner, mình chưa bao giờ nghĩ mình có thể ngượng ngùng đến vậy. Chỉ là một cái tên con trai thôi mà chứ có gì đâu. Mình còn không tập trung làm việc nổi, không được tạm bỏ qua hắn và cố làm nốt cho xong nào. Hôm nay là giấy tờ về các đơn hàng mua bán vũ khí và áo giáp của gia đình Radwick. Cái này có vẻ quan trọng ha, lý do họ đưa cho mình có phải là do họ đã tin tưởng mình hơn rồi chăng? Bỗng Rize đi vào hỏi cô đang làm gì vậy Edith? Rize à? Tôi đang sắp xếp tài liệu mẹ đưa cho tôi. Sao cơ? Tài liệu gì? Những cái này này. Mẹ bảo tôi thống kê lại, cô chợt nghĩ chờ một chút, có thể là tài liệu không tồn tại trong thế giới này sao? Có thể là tác giả đã đặt bối cảnh của cốt truyện hàng trăm năm về trước, bởi vì sự ra đời của tài liệu chỉ mới xuất hiện ở thời của tôi. Và tôi phải công nhận, đối với những giấy tờ rườm rà này sẽ tốt hơn nhiều khi tôi thống kê chúng, dưới dạng bằng Excel. Ừm, cô xem cái này có phải dễ nhìn hơn không? Cô nghĩ Rize rất thông minh, có thể cô ấy hiểu mình đang làm gì. Rize bảo có lẽ thật lòng mà nói, nếu cô đưa cho người khác xem không phải nó rất kỳ lạ sao? Thấy cô ta nói vậy cô ngạc nhiên sao cơ? Mình tưởng cô ấy sẽ rất hứng thú khi thấy nó. Mẹ chồng hỏi các con có gì sao? Rize thấy mẹ thì cười vui vẻ gọi bà, mẹ, Edith đang hỏi con cái gì khó hiểu lắm. Ồ, Rize giúp Edith làm việc à? Giỏi lắm. Cô nghĩ thầm, chờ đã, cô đang giải thích cho Rize mà. Tại sao lại thành, rồi cô hồi tưởng lại chuyện ở kiếp trước, đồng nghiệp bảo cô không giỏi trong công việc bàn giấy đâu ạ. Xin lỗi sếp, tôi sẽ đi làm lại ngay. Giống như kiếp trước của tôi. Mẹ à, nếu mẹ không phiền, con có thể hỏi ý kiến của mẹ về tài liệu này không?
Chà, tài liệu sao? Do có rất nhiều thông tin nên con đã tóm tắt gọn lại nó thành một bảng, như thế này. Ở đây con đã chia ra từng cột với các mục tương ứng, và chỉ ghi những ý chính thôi ạ. Số lượng và giá niêm yết được viết ở đây. Nếu mẹ để thông tin này ở chỗ này thì... Khoan đã, mình đang chiếm đất diễn của Rize sao? Thật điên mà mình quên mất bản thân chỉ là nhân vật phụ. Nhưng con làm cái này cũng nhờ Rize giúp đỡ. Trời đất Edith, mẹ rất thích cách trình bày của con tuy ngắn gọn thôi, nhưng đầy đủ các thông tin quan trọng. Làm thế nào mà con nghĩ ra được ý tưởng này? Sao ạ? Thật thật vậy sao? Đương nhiên rồi, thật tuyệt vời, từ bây giờ mẹ sẽ làm theo cách của con. Edith, con có thể chỉnh sửa lại các giấy tờ khác giống vậy giúp mẹ chứ? Để mẹ và những người khác có thể nhìn vào học theo. Vâng, thưa mẹ. Trong thư phòng của Killian, bà mẹ đưa những tài liệu mà cô đã làm cho con trai xem. Ý mẹ nói là những cái bảng này đều do một tay Edith sáng tạo nên sao? Chính xác, Edith rất thông minh đó. Rize đang thu xếp tài liệu và nhìn qua nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Anh nhìn rồi bảo, chắc là vậy rồi, nhìn qua thì con thấy khá hiệu quả. Chúng ta có thể dễ dàng trích xuất thông tin từ nó. Killian à, chẳng phải cả con bé và con đều kết hôn vì chính trị sao? Con bé thậm chí phải rời xa gia đình mình. Cô đơn ở một nơi xa lạ. Con không thể thông cảm cho nó một chút sao? Lúc này Ninan mở cửa đi vào, anh nói xin lỗi. Tôi không biết rằng công nương cũng đang ở đây. Tôi sẽ quay lại sau khi mọi người nói chuyện xong vậy. Không, cậu cứ ở đây đi Ninan. Ta có một thứ cho cậu xem thử, cậu có phiền không? Edith đưa cho tôi những tài liệu này vào buổi sáng. Anh quay sang nhìn Rize rồi hỏi mẹ anh có vẻ khá hài lòng với nó, còn em thì nghĩ sao? À, tất cả những gì mà vợ anh làm rất hay mà, anh đã nghe rồi đó. Edith học hỏi được rất nhiều thứ, chẳng bù cho em không có cơ hội được giáo dục gì ở nhà bố mẹ đẻ, thậm chí những việc cô ấy chưa biết cô ấy, cũng có thể tiếp thu nhanh hơn em rất nhiều. Killian nghĩ trong lòng, kỳ lạ thật, thực tế là Rize luôn giúp mẹ làm việc, vì em ấy đã nhận được sự chỉ dạy của cả mẹ và cha trong suốt 4 năm nay. Phải, em ấy giỏi đến mức mình phải ghen tị. Và cô ta lại được Rize khen thông minh, có nghĩa là Edith thực sự được đào tạo rất tốt. Cũng giống như hôm mình gặp cô ta ở hội trường Sistine, đó chắc chắn không phải là tin đồn. Đêm đó tại phòng ngủ của Edith, Killian đến phòng tân hôn của họ. Cô mở cửa ra thấy anh thì ngạc nhiên hỏi Killian, sao anh đến đây vậy? Đừng nói là vì anh nhớ em nha. Tôi không tin điều đó đâu. Anh ta đi thẳng vào trong rồi nói, cô đã định bảo tôi có gì thì nói nhanh và cút khỏi đây à? Đúng, nếu tôi muốn anh ở lại lâu hơn, anh sẽ đồng ý chứ. Cô đúng là không thừa một cơ hội nào, học cách từ bỏ đi thứ dơ bẩn. Còn cô thì nghĩ mỗi lần gặp anh ta, mình đều muốn trêu chọc hắn ta, không cần ở đây với cô đâu, chỉ cần đừng giết cô là được. Dù sao thì cô vẫn không hiểu tại sao hắn lại tới đây. Chẳng lẽ bá tước Rizer Háp lại làm chuyện gì đó rồi sao? Hắn cũng không biết mình đã ngắm hắn trong lúc luyện tập đâu đúng chứ? Nếu không thì chắc là, hắn không hài lòng vì những gì xảy ra hôm qua với Rize sao? Và đến để chất vấn mình. Đáng lẽ lúc đó mình không nên làm thế. Không được, mình cần phải xoa dịu hắn trước khi hắn mắng mình. Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ. Trời vẫn còn sớm nên hơi se lạnh. Cô cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác nhưng Killian đã không cho cô cơ hội đó. Anh ta đập mạnh tay vào tường và ép sát người cô. Gì vậy, anh làm gì vậy? Gần quá má ơi. Killian hỏi, gu ăn mặc của mẹ tôi quá sang trọng và quý phái cho một kẻ thấp hèn, như cô phải không hả? Cô không hiểu hắn đang nói cái quái gì vậy. Từ lâu cô luôn được biết là một người không bao giờ mặc một chiếc váy tới hai lần, vì sao hôm ấy cô không muốn đặt may một cái mới? Tôi nghĩ rằng chắc do nó không hợp gu hở hang của cô nhỉ. Cô nghĩ mình không mua váy cùng với mẹ và Rize chỉ vì mình muốn tự thay đổi hình ảnh xấu xí của mình trong mắt họ. Vậy mà hắn cũng có thể đem nó ra để sỉ nhục mình sao? Nếu cô muốn gì đó cứ nói riêng với tôi sẽ đặt cho cô. Buông ra, tránh xa ra. Killian, anh chẳng biết cái gì về tôi cả. Nếu tôi thiếu đồ, tôi tự khắc biết gọi nhà máy tới. Anh nghĩ tôi sống chỉ biết dựa vào người khác thôi sao? Anh đang kiếm thêm cớ để căm thù tôi thôi. Cái gì xấu thì nguyên nhân đều do tôi. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi chỉ muốn thân thiết hơn với mọi người nhà anh thôi mà. Killian ngạc nhiên hỏi, sao cơ? Tôi biết từ khi đám cái này diễn ra, anh luôn đổ lỗi mọi thứ cho tôi. Anh chỉ muốn thỏa mãn cái tôi của riêng anh. Tôi biết anh làm như chỉ có mỗi anh là nạn nhân vậy, một kẻ hèn nhát không hơn không kém. Killian nghe cô nói vậy thì hắn cười. Ồ, cô có nhận thức về vị trí của mình bây giờ không? Cô có tư cách gì mà nạt nộ tôi và gia đình Radwick như vậy? Cô hỏi ai là người đang đe dọa người khác ở đây? Tốt, vậy thì cô có dám chắc là mình không còn liên quan gì đến nhà Rizer Háp không? À, mình hiểu rồi. Đối với mọi người ở đây mình chỉ là một người có họ là Rizer Háp. Killian, tôi nói cho anh một lần nữa.
anh thực sự chưa hiểu gì về tôi cả. Một chút cũng không. Tôi nghe nói cô đã giúp mẹ tôi rất nhiều. Đừng làm bất cứ thứ gì để gây thêm nghi ngờ cho họ. Đó là lời khuyên tốt nhất tôi có thể cho cô. Sau khi Kilian rời đi, cô lại buồn bã mà gục xuống, lúc nào cũng như vậy. Đúng, mình không đủ khả năng và kiên cường để ở lại đây, mình sẽ tìm cách giải thoát khỏi nơi này. Bên ngoài phòng tân hôn sau khi nói chuyện với Edith xong, Kilian cảm thấy có phần không được thoải mái. Mình đang làm gì vậy? Có lẽ là do mùi hoa hồng nồng nặc khắp cả phòng mình, thậm chí không biết đang nói cái gì nữa. Anh nhớ lại những lời Edith nói với mình, anh thực sự chưa biết gì về tôi cả Kilian, một chút cũng không, chắc chắn mình không nói gì quá đáng. Ngay từ đầu mình chỉ xem cô ta là con gái của bá tước Riser Harp. Cô ta nói cái quái gì về việc chẳng biết gì cả là sao chứ? Những gì mình nói đều là thông tin mà mọi người đều biết mà. Sao dạo này mình cứ đau đầu như búa bổ vậy nhỉ? Rồi phía sau lưng Rize xuất hiện, cô vui vẻ gọi anh Kilian ngày mới tốt lành nha. Rize đi tới lo lắng hỏi mặt anh làm sao thế? Kilian ngửi thấy một mùi thơm tinh tế của hoa tử linh lan, tươi tắn và thuần khiết như những bông hoa dại trên đồng cỏ. Anh đâu có sốt đâu ha? Đương nhiên rồi, không sao hết Rize à, hắn nghĩ mùi hương nồng nặc của hoa hồng thật kinh tởm. Chắc là do ban sáng anh gặp ả đàn bà kia nên mới đau đầu như vậy. Kilian sao anh lại nói Edith như vậy? Cô ta chỉ là một gián điệp được bá tước Riser Harp cài vào, nên mình không cần suy nghĩ nhiều. Rồi anh hỏi em ăn gì chưa Rize? Tại phòng ngủ của Edith, người hầu đi vào hỏi tiểu thư cho gọi tôi à? Anna, tại sao chúng ta không ra ngoài chơi cùng nhau nhỉ? Ở kiếp trước, mỗi khi cô thấy buồn, cô đều sẽ uống một cốc Americano thật lớn và sau đó sẽ tản bộ trên đường phố. Tôi sẽ giúp người chuẩn bị sau khi thông báo cho công nương xong ạ. Vâng, cảm ơn cô. Bị mắc kẹt trong một căn dinh thự lớn thế này chỉ làm tôi thêm ngạt thở thôi. Nghĩ lại thì sau khi trở thành Edith, mình hiếm khi đi ra ngoài lắm. Lỡ như nó sẽ làm cho tâm trạng mình tốt hơn thì sao? Anna hỏi người định đi đâu ạ? Thật ra đó là câu hỏi mà tôi muốn hỏi Anna đó. Thành thật mà nói, tôi chưa từng đi tới trung tâm một mình cả, đi đâu sẽ vui đây ta? Cái đó thì tôi đoán là sẽ phụ thuộc vào việc người muốn làm gì ạ? Nếu như người đang muốn mua quần áo, phụ kiện hay đi ăn và một số thứ khác thì phố Belmary là nơi thích hợp ạ. Còn các công trình văn hóa như triển lãm, trưng bày, nhà hát opera cũng như ngân hàng và các cửa hàng dịch vụ khác thì lại tập trung ở phố Dasas. Một trong những loại bánh kẹo phổ biến nhất ở thủ đô cũng được bán ở phố Dasas. Như là bánh dâu tây và các món nổi tiếng khác rất khó mua và luôn cháy hàng. Cô biết quá rõ nhỉ? Nếu thế thì cô có thể gợi ý một cửa hàng trang sức cho tôi không? Tôi muốn đi mua sắm một chút. Nếu là trang sức thì Kylie là một hãng rất lâu đời ở đây. Dacia's thì mới khai trương gần đây, hay Rutican nhưng nó lại khá xa trung tâm ạ. Tôi xin phép để cử ba nơi này. Anna để mình nhớ lại xem, cô ấy giống như là một quyển bách khoa toàn thư vậy. Tác giả đã dùng cô ấy như một nhân vật truyền tải, và giải thích mọi thứ trong cốt truyện. Tiểu thư. À vâng, vậy thì chúng ta đến phố Dasa xem thử nào. Tôi muốn bán một số đồ trang sức mà tôi đã tháo ra từ những chiếc váy cũ. Vâng ạ. Xe ngựa đã chờ người sẵn ở ngoài rồi ạ. Được thôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách. Xem nào 4.9 triệu, 5 triệu, 5.100.000. Không ngờ lại là bán được nhiều tiền vậy. Anna ngây ngô thắc mắc kim cương tuy nhỏ nhất nhưng lại được giá nhất sao. Edith hỏi hình như cô có bảo ngân hàng cũng ở gần đây đúng không? À vâng, thưa tiểu thư, xung quanh đây đều là những ngân hàng lớn nhất. Chà, cuối cùng chúng ta cũng đã xong việc rồi nè. Tôi đã khá lo lắng vì không biết ngân hàng thời kỳ này là như thế nào, nhưng thật may là tôi có thể mở tài khoản thành công mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Dù sao thế giới này vẫn là một xã hội chưa tồn tại cái gọi là danh tính nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Có một số tiền tiết kiệm riêng là mình cảm thấy an tâm hơn, bởi vì trong dinh thự công tước mình không biết được khi nào họ sẽ đuổi mình ra khỏi nhà. Cô làm tốt lắm Anna, tôi rủ cô đi dạo vậy thôi, chứ tôi thực ra đang vướng một chút việc. Giờ chúng ta đi ăn một cái gì ngon nhé? Cô đương nhiên sẽ biết nhiều nhà hàng rồi đúng không? Mình có giữ một khoản tiền nhỏ nên bây giờ... Cô hỏi Anna, thường dẫn không được đi xe ngựa sao? Vậy tôi có thể đi bằng phương tiện gì nếu tôi muốn đi du lịch vậy? Cô nghĩ thầm đột nhiên mình lại nghĩ tới việc đi chơi vào một dịp nào đó, nên cứ hỏi cô ấy trước cho chắc vậy. Nói chung là người có thể thuê một chiếc xe ngựa, tới tháng lãnh lương thì tôi thường về thăm nhà bằng tàu hỏa. Ồ, tôi có thể không, về việc mua vé tàu hỏa ấy. Anna bảo khá tốn kém đó ạ. Thường thì nó rất hẹp và rất sốc vì có nhiều người đi lại, người có thể tưởng tượng nó như một chiếc xe ngựa mà có nhiều toa xe hơn vậy ạ. Nhà ga gần nhất ở đây nằm ở phía nam thủ đô, 3 triệu cho toa bình dân và có thể lên đến 7 triệu cho những toa thương gia, tùy thuộc vào nội thất của nó, và trên tàu thường hay có côn trùng nên phải thật để ý. Cô nghĩ mình còn nhiều thắc mắc lắm nhưng không biết rằng Anna
hầu nữ nhà Radwick có báo cáo tường tận về chuyến đi của mình cho họ hay không, nếu không thì hôm nay đối với mình cũng khá là thỏa mãn rồi. Người cần thêm gì không ạ? Không, nhờ có cô đi cùng, tôi mới có thể làm mọi thứ dễ dàng như vậy. Cảm ơn Anna đã giúp tôi thấy tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Cô nghĩ sau chuyện này mình phải đích thân tìm hiểu thôi. Được rồi, xem nào, làm sao để phân biệt đậu cũ và đậu mới đây? Nhưng nghiên cứu những thứ này thì mình cũng chưa chắc mình sẽ sinh tồn ở bên ngoài được. Đọc cuốn này cũng mất mấy ngày rồi. Ủa, Anna tới đây làm gì vậy? Công nương đang tìm người, thưa tiểu thư. Công nương bảo thợ kim hoàn đã tới. Thợ kim hoàn sao? Có thể nào hôm nay là ngày gì nhỉ? Là ngày mà Edith bị sỉ nhục trong nguyên tác, thợ kim hoàn Ephat, người thường xuyên được gọi tới dinh thự công tước Radwick. Đây cũng chính là mâu thuẫn chính thức đầu tiên của Edith trong cuộc sống hôn nhân này. Và như thường lệ mọi người đều vây quanh Lyze, cô ta là nữ chính mà. Nhưng chớ trêu thay nữ chính, Lyze lại để ý tới Edith đang ngồi một mình đối diện. Khoan đã, không phải nó rất hợp với Edith sao? Lyze đã gợi ý cho Edith một chiếc vòng cổ nhưng Edith lại hỏi sao cô lại lựa mẫu này cho tôi. Có phải vì cô không thích nó nên mới đẩy sang tôi chứ gì? Lyze bảo điều đó không đúng, tôi chỉ muốn, Edith nói tiếp, đừng bảo là Lyze xem thường tôi đến vậy nhé. Nhưng các mẫu khác đều rất đẹp, vui lòng lấy cho tôi hết mọi thứ ngoại trừ cái vòng xấu xí kia. Ngay lập tức nam chính Cliff đã nhanh chóng hớp tay trên, và mua cho Lyze toàn bộ trang sức mà thợ kim hoàn mang tới, chỉ để lại chiếc vòng cổ mà Lyze đã chọn cho Edith. Cái màu xanh này rất hợp với đôi mắt của Lyze nhỉ? Đúng vậy, thưa mẹ, mặc thêm váy sáng màu nữa là xuất sắc. Vậy còn vòng ngọc trai này thì sao? Cô nghĩ công nương đã mời mình đến đây nhưng... Nhưng thực tế là vào hôm nay tôi hoàn toàn không muốn đến đây vì ghét chạm mặt Kilion. Lyze chưa có cái này, hay là mẹ lấy màu kem cho con ha? Vòng đính kim cương này nữa. Thông thường tôi sẽ gia nhập họ và cùng gợi ý cho Lyze. Trời đất, kim cương sao? Đợt trước mọi người đã mua cho Lyze rất nhiều rồi. Cứ nhận đi Lyze vì ai cũng thấy nó hợp với em mà. Edith luôn là nhân vật bị bỏ lại sau lưng thế này. Nhìn những viên đá quý lộng lẫy này xem, tất cả thứ này liệu đáng giá bao nhiêu? Lyze bỗng lên tiếng, chờ đã Edith. Cô nghĩ cô ấy để ý mình im lặng nãy giờ sao? Edith à? Tôi nghĩ chiếc vòng này rất đẹp đó. Cái này quả là lấp lánh luôn, qua đẹp vậy, nó là... Rubby sao? Tiểu thư quả là có mặt nhìn tốt. Đó là viên Rubby cao cấp nhất của chúng tôi. Ngoài Ruby, sợi dây cũng được làm bằng vàng và được thực hiện bởi những thợ thủ công giỏi nhất mà chúng tôi có ạ. Mẹ chồng lên tiếng bảo con thử nói đi Edith. Con có thể sao ạ? Cô định cầm chiếc vòng lên, nhưng Kilion liền đã nhanh tay hơn anh ta cầm lấy dây chuyền, rồi anh ta bảo cô quay mặt lại đi, anh ta đeo cho cô. Cô nghĩ không thể nào, tại sao hắn lại hành động như vậy? Đột nhiên lại thế này. Rồi cô nhận ra à, là vì công nương đang ngồi kia, hắn không thể làm mẹ mình phiền lòng được đúng không? Cô quay sang cười hỏi, anh thấy em trông thế nào Kilion? Câu hỏi khiến anh ta đờ trong giây lát rồi anh quay mặt đi trả lời cũng được. Cô hỏi thật sao, anh quay sang bảo với người thợ là cho anh thanh toán cái vòng này. Vâng, thưa cậu Kilion. Cliff chọc ghẹo, đây là món quà đầu tiên mà em tặng vợ mình đó. Em quả là một người chồng tuyệt vời ha. Những thứ còn lại thì để phần Lyze của anh nhé. Cliff, con không thể tranh hết như vậy. Edith còn phải chọn cái khác nữa chứ. Không không sao đâu mẹ ạ, con không cần cái nào khác. Lyze thì ngạc nhiên, tất cả cho em sao? Con có chiếc vòng này là đủ rồi ạ, bà mẹ bảo vậy thì được rồi. Thực ra cô đang tự ngẫm xem cả đống trang sức này bán được bao nhiêu tiền nếu mình có thể sở hữu nó, nhưng riêng cái này mình nghĩ là mình không thể bán được rồi. Buổi tối cô cầm thư đọc, cái gì đây? Nếu trong quá khứ đã đối xử tệ với mình, thì giờ còn mời mình về làm cái gì nữa? Không biết từ nhỏ tới giờ Edith đã trung thành tuyệt đối với cái gia đình đó, tới mức nào? Chính ông ta cũng là người bắt Edith lan truyền tin đồn xấu về Lyze. Khoan đã, tất cả những lá thư này đều được viết bởi bá tước Riser Hap sao? Cô mở ra đọc nội dung thư. Chào Edith, người đã thích ứng được với nơi ở đó chưa? Đừng vì sung sướng mà quên mất nhiệm vụ. Ta nghe bảo ngươi đang giúp công nương, và đã có cơ hội tiếp cận các tài liệu của nhà Radwick. Trong số đó, nếu có tài liệu gì liên quan đến mua bán vũ khí, hãy lấy cắp nó và đưa cho ta. Không được thì ngươi có thể viết một bản tóm tắt và gửi cho ta. Ta đợi phản hồi từ ngươi. Cô thắc mắc làm sao mà bá tước Riser Hap phát hiện được mình chịu trách nhiệm sắp xếp tài liệu. Chắc chắn ngoài mình ra còn có một gián điệp ở đây, cô trầm tư suy nghĩ. Mình nên trả lời thế nào đây? Kính gửi cha, công tước Radwick mà con đang tiếp xúc hàng ngày, gần đây rất cẩn thận hơn cả những gì con tưởng tượng. Nếu cha muốn lật đổ ngài ấy, cha chắc chắn phải chuẩn bị thật kỹ càng. Bên cạnh đó, về mặt lý ngay từ đầu công tước Radwick chẳng làm gì sai cả. Lĩnh vực quân sự đều do Hoàng đế Điện Hạ một tay điều khiển. Nhưng tại sao cha lại ghét nhà Radwick đến vậy,
và hoàn toàn không có lý do gì để đại công tước Langston có quyền chiếm đoạt ngôi vị của hoàng đế điện hạ cả. Vì vậy mong cha hãy suy xét và bỏ cuộc ý định tạo phản. Thay vào đó con nghĩ sẽ tốt hơn nếu cha liên minh với gia đình Radwick và phát triển lãnh địa của mình hơn ạ, trân trọng Edith. Cuối cùng mình cũng đã nói được những suy nghĩ trong lòng rồi. Tuy một mình bước vào hang cọp nhưng ít ra nó làm mình thỏa mãn. Mình chắc chắn bá tước Rise the Hack không bao giờ từ bỏ tham vọng của mình đâu, nhưng đó cũng không phải là việc mà Edith này nên quan tâm. Cô cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không mất nhiều thời gian để cốt truyện đi theo hướng bất ngờ khác. Lúc này ở thư phòng của công tước bầu không khí căng thẳng, ông ta nghĩ ngươi chỉ quan trọng lợi ích của cha ngươi và nhà Rise the Hack thôi sao? Ta hỏi lại một lần nữa Edith, ngươi có tiết lộ tài liệu của ta ra ngoài không? Không, thưa ngài. Ngươi có dám thề với tất cả danh dự của bá tước Rise the Hack không? Tôi xin thề với danh dự của cha tôi, cũng như là danh dự và mạng sống của chính tôi. Những cái đó đối với ngươi còn đáng giá lắm sao sau chuyện mà người đã làm? Cô không hiểu, ngài đang nói gì vậy? Renan, vâng thưa ngài. Rồi Renan mang tới đưa cho cô một tập tài liệu. Cô hỏi không phải đây là tài liệu mà ngài đã giao phó cho tôi sao? Đúng, Renan đã tổng hợp lại và đưa cái này cho ngươi và nó là một tài liệu giả. Trùng hợp thay cha ngươi lại biết được những hạng mục gồm có trong sấp giấy ấy, và bị ta lừa một vố đẹp. Cha tôi sao? Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi không rõ về những gì ngài đang nói thưa công tước. Tôi biết còn có những lý do khác khi ngài đưa tôi tài liệu giả này, nhưng dù cho có là gì tôi vẫn làm đúng theo yêu cầu mà ngài đưa tôi và không hề dò gì ra bên ngoài. Ngươi vẫn rất bình tĩnh trong tình huống này nhỉ? Vậy làm thế nào mà những thông tin chỉ có ngươi biết lại đến được tai Rise the Hack? Thông tin chỉ có tôi biết ư? Ý ngài là chỉ có tôi mới biết được sấp giấy này ạ. Vậy còn Renan, người đã tổng hợp tài liệu, cũng như các vị khác ở cùng văn phòng anh ta và công nương, tiểu thư Rize, mọi người cũng được xem qua nó mà. Ý ngươi muốn đổ lỗi cho gia đình Radwick hả? Cô nghĩ Edith giống y hệt trong nguyên tác, Edith chưa bao giờ được xem như là một phần của gia đình Radwick kể cả sau khi kết hôn. Chính ngài là người đã ép tôi cưới tên chó chết kia mà. Vậy tên cô Rize là gì? Rize Radwick sao? Cẩn thận lời nói của ngươi. Cô bảo tôi xin nhắc lại một lần nữa, công nương đã ở đó, khi tôi cầm sấp tài liệu này và cả tiểu thư Rize cũng biết. Không ngờ rằng khi chuyện này xảy ra, tôi lại bị kết tội đầu tiên. Nếu ngay từ đầu ngài không tin tưởng tôi, thì ngài không nên làm giả nó và cũng đừng giao phó việc bàn giấy cho tôi mới phải. Đúng, tôi đã có thể uy hiếp được bá tước Rize the Hack để đưa tôi về nhà, sau khi trộm được tài liệu mà. Lời cô nói làm cho hai cha con họ sửng sốt. Cô cúi đầu nghĩ thật mệt mỏi, rõ ràng là cô chẳng hề làm gì, tại sao nó lại tới được tay của bá tước. Cô có một chút thất vọng khi thấy Renan, người mà cô nghĩ có thể tin tưởng được anh ta lại lừa dối cô. Nhưng thành thật mà nói cô không nghĩ Renan là thủ phạm và Rize lại càng không. Vậy rốt cuộc là có gián điệp của cha cô ở dinh thự này sao? Nhưng nếu có một kẻ đủ khả năng để đánh cháo những tài liệu quan trọng đến vậy, thì ông ta không có lý gì để mang cô đến đây như một vật mua bán cả. Cái gì mà hôn nhân sắp đặt cơ chứ? Trong nguyên tắc đó hiển nhiên là thủ đoạn của Edith. Ngay khi Edith có được tập tài liệu, cô ta nhanh chóng sao chép nó và đưa cho cha mình. Và những thông tin trên đó hoàn toàn không đúng nên gia đình Radwick không bị thiệt hại gì. Edith sau đó đã bị phát giác và giam lỏng chính thức không còn được xem là con dâu của nhà Radwick nữa. Từ hôm trước đến nay, dù cho cô có hành động thế nào thì sự kiện chính vẫn không thay đổi. Cô là người được giao vai Edith. Đó không phải là một dấu hiệu cho thấy cô không thể lội ngược dòng chảy của nguyên tắc sao? Bất kể cô có làm gì, cô sẽ càng ngày càng lún sâu hơn vào trong tội lỗi cho đến khi chết dưới tay chồng mình Killian. Killian ngạc nhiên nhìn cô, những giọt nước mắt đã rơi trên mặt cô. Cô đưa tay lau nước mắt rồi nghĩ thôi nào không được khóc ở đây. Chẳng phải tôi đã nói với ngài rồi sao? Tôi dám thề trên chính mạng sống của mình, nếu ngài cam đoan những việc đó là do tôi làm, thì cứ chém đầu tôi ngay bây giờ đi. Killian liền giật mình cái gì? Cliff cúi đầu hỏi cha có nghĩ mình nên thu thập thêm thông tin không và đương nhiên là, cha cần đảm bảo những kẻ tình nghi không được lọt ra ngoài. Được, Edith sẽ bị cấm túc trong thời gian này. Nếu ngươi thực sự vô tội, thì khôn hồn mà cầu nguyện rằng ta tìm ra được chân tướng đi. Cô nghĩ mình vẫn sẽ bị xét xử giống trong tiểu thuyết gốc mà thôi. Người sẽ chịu sự giám sát của Renan. Killian lên tiếng để con làm cho. Nói rồi, Killian tóm lấy tay Edith mà lôi đi. Đi theo tôi, cô bảo đợi đã nhưng anh không nghe. Cha hành động quyết liệt Killian liền khiến mọi người cũng bất ngờ. Killian tức giận hỏi cô điên à? Cô có biết cô đã nói gì không? Tôi ước gì bây giờ tôi có thể điên luôn được. Và cô có biết tên của công tước Arcel trên chiến trường là gì không? Là đao phủ tàn nhẫn đó. Cô cảm thán oa quả là một biệt danh tuyệt vời nhỉ. Cô vừa mới yêu cầu cha tôi chém đầu cô, trong khi biết rõ ông ấy là một người không ngại làm điều đó, kể cả khi phải chém cả đồng minh của mình à.
Bây giờ thì anh muốn nói gì? Tôi đã bảo nếu tôi có tội thì xử tử tôi mà, phải không? Phải rồi, những kẻ phạm tội buộc phải trả giá cho điều đó. Tuy nhiên, sự thật sẽ sớm được đưa ra ánh sáng thôi. Cô bảo vậy thì có nghĩa là gì? Họ không tin tôi. Anh cũng không tin tôi, dù tôi có vô tội đến cách mấy thì họ vẫn tìm cách đổ lỗi cho tôi gì cơ. Không phải sao? Giả sử anh là người đưa tôi tài liệu giả đó đi và chính anh cũng là người dò dỉ nó cho gia đình bà Tước Reiser Hap. Đương nhiên anh cũng sẽ là đồng lõa của tôi, thậm chí là tội nặng hơn cả tôi vì tôi chỉ là người sắp xếp tài liệu. Nhưng rồi sao? Tôi là người duy nhất bị kết tội và bị công tước chỉ trích đủ kiểu. Câu nói đó của Edith như đã chạm đến tiềm thức lương thiện trong con người Killian. Tôi sẽ không thiên vị bất cứ ai trong cuộc điều tra này. Tôi hứa là làm một cuộc điều tra với tất cả danh dự của tôi. Tôi hứa sẽ công bằng hết sức có thể. Tôi sẽ không để cô chịu thiệt thòi đâu. Cô chỉ cần ở đây, tôi sẽ cho cô biết tất cả tình hình đang diễn ra bên ngoài. Tôi không ép anh làm thứ anh không hề muốn, và lại tôi không muốn anh tham gia điều tra, nếu Rice và tôi tình cờ lại là đồng lõa của nhau. Liệu anh có muốn vạch mặt cô ấy không? Câu hỏi quá khó đối với Killian rồi. Đây là khung cảnh tại Hoàng Cung. Cliff đưa cả Rize đi cùng vào Hoàng Cung. Cô đến rồi, Rize. Công chúa, đã lâu lắm rồi ta mới thấy cô đó, Rize. Công chúa Catalina Iberia, em gái nhỏ hơn 4 tuổi của Hoàng đế và cũng là người thân duy nhất của Điện Hạ. Công chúa tàn bạo và có rắc rối nhất trong lịch sử. Cô ta như một con vật hoang dã giữa lòng thủ đô, có quyền làm bất cứ thứ gì mà cô muốn, là mối lo sợ của tất cả mọi người. Cô ta là người phụ nữ duy nhất của đế quốc dám cắt đi mái tóc của mình, không hề mặc váy. Công chúa chỉ mặc quân phục vào ngày thường cũng như trong bất cứ sự kiện trọng đại khác. Cô ta là nỗi ám ảnh của đế quốc mà ngay cả hoàng đế cũng bó tay. Nhưng cô ta chỉ thân thiện khi ở cạnh Rize. Bởi vì Rize đã hoàn toàn đánh cắp trái tim của Catalina. Rize cúi chào xin được diện kiến công chúa. Đừng gọi ta như thế, cứ xưng tên với ta xem nào. Một tháng rồi chúng ta mới gặp nhau đó, cô đừng bảo tình yêu giữa chúng ta đã nguội lạnh rồi đó nha Rize. Rize hoảng hốt, người nói vậy có ý gì ạ? Catalina, đừng làm phiền em ấy, người đang khiến Rize khó xử đó. Công chúa bảo ồ, chỉ là xã giao thôi mà. Cliff thì bảo tôi biết chắc chắn người không nói đùa phải không? Sau đó bọn họ cùng nhau đi vào hoàng cung. Công chúa quay sang hỏi, nhắc mới nhớ Killian không đến sao, có chuyện gì xảy ra à? Rize vui vẻ trả lời Killian đã kết hôn rồi, nên anh ấy không thể đi cùng tôi và bỏ Edith được. À thì ra là sự thật. Sự thật gì chứ? Hai người đó rất khó để gọi là vợ chồng. Nó không phải chỉ là một dây xích vô hình cho nhà Reiser Hap hay sao? Vậy anh đến để nói điều đó cho hoàng đế nghe à? Langston và Reiser Hap toàn những kẻ chết dẫm. Đúng, mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát thực tế thì cô ta ngu hơn tôi tưởng. Hừm, cô ta có một thân hình khá quyến rũ đó. Ta không nhớ rõ cô ta như thế nào nhưng không quan trọng, dù sao ta cũng không quan tâm tới chính trị lắm. Hoàng đế điện hạ đang đợi các ngài ạ. Cliff hỏi là một thành viên hoàng tộc, sao có thể không quan tâm tới chính trị? Điện hạ nghe được những gì công chúa nói chắc chắn sẽ rất bất ngờ đó. Sao mỗi lần anh đến đều muốn đấu khẩu với ta vậy? Một con người đáng sợ. Ta cũng có chú ý nhưng tình hình đế quốc cho đến hiện tại vẫn cứ gọi là ổn. Ta đi chơi với Rizelat đây, lo mà đi nói mấy cái chuyện rắc rối đó với ông anh của ta đi nhé. À và ta cũng gửi lời chúc mừng cho Killian đấy. Rồi, rồi. Rizeta sẽ dẫn cô đi xem con ngựa mà ta mới mua. Nhìn vị công chúa này Cliff cảm thán thật thú vị. Rồi hắn hồi tưởng lại. Này, em hộ tống vợ mình đến đúng nơi rồi chứ? Đừng nói nữa, em đang đau đầu đây. Tâm trạng em xấu như thế thì có đến cung điện cùng anh được không nào? Tại sao anh đột nhiên lại đến đó? Tại sao lại không được? Mọi chuyện vẫn chưa sáng tỏ mà anh đã muốn báo tin cho hoàng đế rồi ư? À, mình quên nói với nó là cha còn đang tiếp tục điều tra nhưng... Trả lời em, anh đi cùng Renan vậy. Cliff nghĩ đây là lần đầu tiên mình thấy Killian phản ứng thế này, sau những gì mà cha đã làm với cô ta sao? Khung cảnh chuyển tới một căn phòng bệnh viện, đau quá hức. Em đau lắm à? Là chị gái giường bên cạnh. Hừm, em xin lỗi, em làm chị tỉnh rất giấc ạ. Không, chị cũng hay khóc giống em lắm. Em có sợ chết không? Mặc dù sợ lắm ạ nhưng em mong rằng bây giờ em có thể chết luôn cũng được. Tại sao? Cha mẹ em bảo em bị bệnh. Cái gì? Nếu không thì con tôi phải chết thật sao? Anh của em là người hiến tủy cho em nhưng thực lòng anh ấy không muốn. Không đâu, như vậy thì con đau lắm, đau một chút thôi con. Anh ấy bảo mẹ chỉ cần để nó chết quách đi là được mà. Vậy nếu em chết thì, mọi chuyện không hề đi theo hướng em muốn có phải không? Chị vẫn rất ghen tị với em, ít nhất em còn có người hợp tủy với em. Còn chị muốn đón sinh nhật tuổi 20 của mình, nuôi tóc dài trở lại và buộc chúng lên, thoa thêm một chút son và phấn và đi bộ giữa một biển người.
chị muốn xem thế giới thực sự đang vận hành như thế nào. Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Khi tôi cảm thấy tồi tệ, chị ấy luôn là người kiên nhẫn an ủi tôi. Nếu chị có cơ hội đó, thì chị nghĩ rằng chị sẽ làm bất cứ thứ gì chị thích rồi. Edith choàng tỉnh giấc, đó chỉ là giấc mơ của cô. Chị nói chị sợ chết nhưng tại sao chị lại bước vào phòng phẫu thuật và ra đi, mà không một lời từ biệt. Đó là lý do tôi không thể dễ dàng từ bỏ cuộc đời mình như vậy được. Đúng, miễn là mình còn thở, hãy làm tất cả những thứ mình có thể. Cuộc sống của một người sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu cách nhìn đời của họ tích cực hơn. Hình phạt của cô là bị đưa vào quản chế, nhưng đối với cô mà nói đó giống như một khoảng thời gian được nghỉ ngơi vậy, một nơi mà cô có thể tận hưởng sự yên bình hiếm có. Tất nhiên là ngoại trừ lúc Killian liền đột nhiên xuất hiện vào bữa ăn tối. Anh hôm nay tới đây để làm gì? Không hề báo trước một tiếng mà chỉ bước vào và nói cùng ăn đi thôi à? Killian, tại sao anh không trả lời? Killian bảo tôi không có thời gian để đáp lại mấy câu hỏi thừa thãi đó. À, tôi hiểu rồi. Được, tốt thôi, ắt hẳn anh phải bận rộn lắm. Rồi cô nghĩ mình vẫn không thể phủ nhận rằng mặc dù cái nét hắn rất hãm, nhưng Killian thực sự vô cùng đẹp trai, cũng có một body ngon nghẻ nữa. Một cuộc hôn nhân vì nhan sắc có thể kéo dài 3 năm không? Có chứ, dù đã kết hôn được 15 năm nhưng mỗi khi nóng giận nhìn mặt chồng, thì tôi đều được nguôi ngoai chút đỉnh. Dù gì thì đẹp trai vẫn tốt hơn rất nhiều. Mình không thể tin được là bây giờ mình lại bị mắc kẹt trong chính tình huống này. Tôi rất xin lỗi vì lúc đó đã nghi ngờ cô, một tác giả ẩn danh trên mạng. Mình phải tập trung ăn cho xong đã, cứ ăn ngon thế này chẳng mấy chốc mà mình tăng cân mất. Nhâm, mùi vị thật tuyệt. Killian nhìn cô, tôi hiện đang tiến hành một cuộc tổng điều tra về các thông tin có liên quan đến vụ rò rỉ tài liệu. Như cô đã nói, Rize cũng sẽ không là ngoại lệ. Tôi ngạc nhiên đó. Rize cũng không được phép tham gia bất kỳ một quy trình điều tra nào nên cô cũng đừng lo lắng, mà hãy yên tâm ăn thật ngon miệng đi. Đương nhiên rồi, tại sao lại không chứ? Tôi vô tội và món súp này cũng rất ngon. Tôi không hề tuồn tài liệu ra ngoài, thì tại sao tôi lại không được quyền thưởng thức nó nhỉ? Tiếc ghê, súp hết trơn rồi nhưng bánh mì vẫn còn. Thái độ vô lo, vô nghĩ của Edith cũng khiến Killian cảm thấy khó hiểu. À, hắn đẩy ra một bát. Cô hỏi cái gì vậy? Tôi có bảo họ chuẩn bị thêm một phần phòng trường hợp hết thức ăn. Chà, vậy tôi có thể ăn cái này sao? Anh có muốn tôi chia một nửa cho anh không? Tôi dùng xong bữa rồi. Cảm ơn vì thức ăn nha. Không có gì. Nằm trên giường cô nghĩ giờ hắn đi rồi, nơi này trống trải đến lạ thường. Mình nên làm gì bây giờ, cũng không có tiểu thuyết mạng để đọc nữa. Mình từng rất thích gấp origami, nhưng ở thế giới này không có nó. Cô ngồi dậy hỏi Anna, thường thì phụ nữ sẽ có sở thích gì nhỉ? Sở thích ạ? Thường là thêu tranh, còn những người năng động thì thích cưỡi ngựa. Khoan đã, thêu thùa là một kỹ năng cơ bản mà một quý cô cần phải biết. Nhưng mà mình còn chưa cầm được cây kim ở độ tuổi này nữa, còn hội họa thì tệ hơn qua. Oa, em đang vẽ con voi hả? Là con chó ạ. Còn cưỡi ngựa chỉ cần nhìn thấy con ngựa thôi là mình đã sợ rồi. Cô cười hỏi Anna còn sở thích nào khác không? Để tôi suy nghĩ đã, gần đây thì trào lưu may quần áo cho búp bê gỗ hình như rất được ưa chuộng. Vì nó có lợi cho việc cải thiện khả năng may vá, nên các bậc cha mẹ thường hay khuyến khích con cái của mình làm điều đó ạ. Cô nghĩ giống như chơi búp bê Barbie sao, khi mình còn nhỏ mình không được chơi búp bê vì không có đủ tiền. Mua búp bê gỗ ở đâu nhỉ? Thường thì sẽ làm thủ công, nhưng hiện tại người sẽ dễ dàng mua được ở tất cả các cửa hàng có bán nó ạ. Cô có biết giá nó bao nhiêu không? Khoảng 50 triệu là có thể mua được một con chất lượng tốt rồi ạ. Cô có vẻ khá dành cho mấy vụ này ha. Nên tôi sẽ đưa cô 200 triệu, cô có thể đi mua giúp tôi một con búp bê gỗ, và các dụng cụ cần thiết để may quần áo cho nó được không? Còn phần tiền thừa cô cứ giữ lại nhé. Công việc của tôi là đi theo phục vụ tiểu thư, người không cần thiết phải làm thế đâu ạ. Hửm, cô ghét mọi thứ từ tôi hay sao? Sao ạ? Không, không phải tôi không có ý đó. Bình tĩnh, tôi không có ý làm cô hoảng hốt vậy. Tôi đã biết ngay từ đầu rằng Anna được nhà Radwick giao nhiệm vụ theo dõi, và báo cáo việc tôi làm hàng ngày. Nhưng mặc dù thế cũng như Renan, họ là một trong số ít người đối xử rất tốt với tôi, dù tôi biết họ không được lợi ích gì khi làm vậy. Nói thật lòng, tôi không dùng số tiền đó để cố ý mua chuộc cô hay gì gì đâu. Tôi chỉ cần cố đối đãi bình thường với tôi như mọi khi bằng tất cả sự chân thành, là được. Cô không muốn nhận nó sao? Cảm ơn tiểu thư. Ừm, mình tưởng mình đã làm tốt nhưng mà nhìn cái áo búp bê không ổn lắm nhỉ. Đây là lần thứ mấy mình làm hỏng rồi ta. Tất nhiên không phải các vật liệu mà Anna mang đến cho cô là hàng giỏm. Anna, cô có đây không? Cô có thể lấy cho tôi. Khoan đã, sao lại nhiều thế? Tôi đã sẵn mua một cặp búp bê luôn ạ. Phần còn lại là kim chỉ và vải vóc. Tôi cũng đã bảo họ gợi ý một số mẫu quần áo và phác họa sẵn cho tiểu thư. Vì vậy, nếu người cần thêm gì, xin vui lòng cho tôi biết.
nhiều đây là đủ rồi. Cảm ơn cô nhiều lắm. Lần này có vẻ tốt hơn này, mặc dù đường may vẫn khá vụn, một sở thích khá tao nhã đó chứ mình có thể làm được. Chẳng phải mục tiêu bây giờ của mình là tiêu tiền và thưởng thức cuộc sống này sao? Nói đúng hơn, một mục tiêu mình từng xem là điều xa xỉ dở cũng đã là hiện thực rồi. So với kiếp trước, cô không nghĩ rằng bản thân lại có cơ hội được sống một cách thoải mái như vậy. Bởi vì cô đã luôn đuổi theo cái thứ gọi là cơm áo gạo tiền. Có lẽ vì thế mà hiện tại cô, như được cảm thấy cô là chính cô trong cơ thể ở một thế giới xa lạ. Hoàn thành rồi trông khá đẹp phải không nào? Mặc dù bên trong váy vẫn còn nhiều chỉ thừa nhưng nhìn thoáng bên ngoài vẫn ổn đó chứ. Giờ thì hai đứa hôn nhau một cái đi. Hừm, mình làm gì tiếp theo nhỉ? Cuối cùng mình cũng đã biết thêu, đang ngồi chăm chú thêu thì Kilian đi vào, anh hét lên, trời đất, họ vừa tìm thấy một tài liệu viết bằng nét chữ của cô đấy.